Rồi thôi chúng ta bắt đầu đi các bạn. Rồi Dạ chúng em. ta trình bình đi. Dạ em là Phạm Lê Trung Hiếu ạ. Em hôm nay xin trình bình án về hành chính là bé nam tên là Lê Minh Khang, ngày sinh là 24 tháng 8 năm 2000. Em đánh nhà mạng 2009, là 12 tuổi, dân tộc Kinh, địa chỉ ở Long An. Ngày giờ nhập viện là 7:30 ngày 7 tháng 12 năm 2021. Lý do nhập viện của bé là yếu tứ chi. Bệnh sử của bé là bệnh 4 ngày, bé trực tiếp khai bệnh. Ngày 1 là bé chơi kéo co, bị thua, té ngửa xuống sân. Ngày 2 tới ngày 4 là em sưng đau vùng đùi, lan hai khớp háng, cẳng chân và khớp vai hai bên. Bên trái đau hơn bên phải. Sau đó yếu hai chân lan lên hai tay tăng dần. Em ăn cơm thì không nuốt nghẹn, uống nước có sặc nhẹ, không sốt, không ho, không đau ngực, không đau bụng, tiêu tiểu bình thường. Và em đi em được mẹ đưa đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Rồi, chúng ta dừng lại chút xíu cho anh hỏi rằng đứa bé này nó có sốt trong 4 ngày đầu không? Dạ, trong 4 ngày đầu thì em không sốt ạ. Vừa có hỏi bé và có hỏi cả mẹ là đều không sốt. Có nghĩa là đứa bé này nó chỉ đau, nó đau vùng đùi, chẳng chân, khớp vai thôi. Sau đó yếu tay, hai chân lên hai tay, đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này là em ghi cho mình án hay có hỏi lại người nhà chút nào không? Dạ, em có hỏi kỹ lại cái sốt của bé và cái tính chất đau của em bé thôi à. Dạ. Rồi, ok. Rồi, tiếp đi em. Dạ, tiền căn của bé là con 2/2, ba ra mẹ là 2002, sinh thường đủ tháng, cân nặng lúc sinh là 3,2 kg. Phát triển tâm vận là bé học lớp 1, nghỉ học vì kinh tế khó khăn. Chủng ngừa thì chủng ngừa theo tiêm chủng mở rộng, không có tiêm các mũi dịch vụ như là phế cầu. Và dị ứng là chưa ghi nhận tiền căn dị ứng trước đây, và chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý trước đây. Và gia đình của bé thì cũng không có tiền căn bệnh lý gì đặc biệt. Tình trạng lúc nhập viện của em bé là nhiệt độ 37 độ C, cân nặng 30 kg, chiều cao 130 cm. Em tỉnh, tiếp xúc tốt, vẻ đừ, môi hồng trên khí trời, SpO2 98%, chi ấm, CRT thì em thấy trong bệnh án không có ghi nhận. Mạch quay là 150 lần trên phút, huyết áp là 90/60, nhịp tim đều rõ 150 lần trên phút, nhịp thở 30 lần trên phút, thở bằng miệng đều có kéo nhẹ. Phổi thô, âm phế bào hai bên đều, bụng mềm, ấn không đau, gan lách không sợ chạm, phản xạ gân cơ tứ chi là âm tính. Đau khớp háng hai bên, bên trái đau bên phải, cổ gượng nhẹ, khó nhai và nuốt. Sức cơ tứ chi là khoảng 3 đến 4/5. Và cái yếu cơ là ngọn cũng giống như ở gốc. Babinski âm tính, không có dấu liệt bẫy, vòng họng nâng yếu, không rối loạn cảm giác và không có vết thương hở trên da. Thì khi mà tiếp cận em bé này thì tiếp cận theo các dấu hiệu cấp cứu ABCDE. Thì em thấy về AB thì em bé có nhịp thở trên 30 lần trên phút đối với bé trên 12 tuổi. Và mặc dù là SpO2 98%, nhưng mà em nhận thấy em bé là có tình trạng suy hô hấp. Và mạch của bé thì là 150 lần trên phút. Chi ấm, CRT không có ghi nhận, mà huyết áp em bé vẫn là 90/60, là vẫn đạt MAP trên 65. Cho nên là về tuần hoàn thì không có ghi nhận vấn đề. Và D là thần kinh, thì em bé có yếu tứ chi, mất phản xạ gân cơ tứ chi, vòng họng nâng yếu, khó nuốt, là em nghi ngờ có liệt dây thần kinh số 9. Và còn ngoài ra là về bước E là toàn thân, thì em bé có đau khớp háng hai bên. Em tổng kết lại vấn đề của em bé là bé nam 12 tuổi, nhập viện vì yếu tứ chi tiến triển, bệnh 4 ngày, có các vấn đề là suy hô hấp, yếu tứ chi, nuốt khó, không có sốt và đau khớp háng hai bên. Đứa bé này lúc vô bệnh viện á, là nằm ở khoa nào? Dạ, lúc vô em bé được nhập khoa nhiễm thần kinh. Rồi, quay lại cho anh cái lúc mà nhập viện cái. Rồi, đứa bé này thì lúc vô thì chúng ta đánh giá theo ABCD cũng được ha. Thì cái thứ nhất là vấn đề về hô hấp. Thì bạn có bàn rằng đứa bé này 9 tuổi thở 33 lần một phút là đúng là thở hơi nhanh ha. Chúng ta thấy nó có vẻ nó thở hơi nhanh. Tuy nhiên SpO2 của nó vẫn còn được bảo tồn ha. Tức là SpO2 98%. Tuy nhiên cái mà chúng ta quan tâm giống như bạn nói nãy đó
Bạn nói rằng là đứa bé này tuần hoàn ổn, nhưng thực tế chúng ta sẽ thấy không ổn. Bởi vì đây là đứa bé 9 tuổi, 12 tuổi mà mạch 120, một mạch 150 lần một phút là mạch rất nhanh. Những đứa bé này mà mạch của nó bình thường chắc chỉ vào khoảng 8-90 lần thôi, thì lên đến 150 lần. Và huyết áp 9/6, huyết áp 9/6 của một đứa bé 12 tuổi đó là nó đang ở cái giới hạn dưới huyết tâm thu đó. Và huyết áp tâm thu là 90 đó, 90/60 đó, đây là giới hạn dưới. Một đứa bé trên 10 tuổi thì nó sẽ giống giống như người lớn. Huyết tâm thu của nó, chúng ta có thể tính theo cái công thức của 80 cộng 2N. Đúng không? Nếu chúng ta dùng công thức 80 cộng 2N của huyết tâm thu bình thường đó, thì đứa bé này thì chúng ta sẽ thấy rằng 12 tuổi, huyết tâm thu đứa bé này ít nhất cũng 100. Huyết tâm thu đứa bé này có là 90/60, và đặc biệt mạch nó rất là nhanh, 150. Để chứng tỏ rằng cái đồng học của nó chưa phải không có ổn đâu. Cho nên nếu như đứa bé này nó có sốt thì là chuyện khác rồi. Cho nên anh đang thắc mắc rằng là tại sao trong cái bệnh sử của nó hầu hết chúng ta đều không có khai thác được cái vấn đề sốt là một. Cái thứ hai, khi mà chúng ta dẫn đứa bé này vô đó thì giống như một bệnh cảnh gọi là yếu tứ chi rất là rõ, đúng không? Nó đã đưa các bạn đi đến một cái chẩn đoán, tí xíu tôi cũng đoán được cái chẩn đoán nó là cái gì. Cho nên rằng là các bạn sẽ thấy đây là một bệnh án rất là hay, bởi vì lấy đưa vô chúng ta, đưa chúng ta vô một cái chẩn đoán hoàn toàn khác, thì tuy nhiên cuối cùng cái đáp án của nó sẽ một cái đáp án hoàn toàn coi như là không giống ai hết. Cho nên các bạn lưu ý. Tuy nhiên cái mà các bạn cần phải nhận ra trên đứa bé này là, thứ nhất, đứa bé này vô nó có tình trạng siêu hấp không nhiều lắm. Thứ hai, quý đồng học đứa bé này không có ổn. Cái thứ ba, vấn đề đường thần kinh thì bạn có ghi nhận cái tình trạng là yếu tứ chi, yếu từ chân lan lên đến lan lên trên, đúng không? Đó, và ngoài ra nó có hiện tượng là đau cơ và đau cái khớp kháng hai bên, đó là yếu tố có cái đau khớp này, là một cái hơi đặc biệt thôi nha. Rồi bạn biện luận coi coi lúc mà em nó vô thì người ta chẩn đoán nó là cái gì và lý do tại sao chúng ta nghĩ như vậy. Dạ, ở tại khoa nhiễm thần kinh thì chẩn đoán em là hội chứng Guillain-Barré ngày thứ tư, thì em tiếp cận theo cái triệu chứng yếu lực hội chứng Guillain-Barré lý dạ. Do dạ, tại tiếp cận theo cái triệu chứng yếu liệt của bé thì thấy là bé có yếu liệt vận động, mất phản xạ gân cơ, không có dấu hiệu Babinski cũng như là dấu hiệu thần kinh trung ương, cho nên là ở khoa nhiễm thần kinh nghĩ là có yếu liệt theo kiểu ngoại biên và yếu liệt này theo kiểu đối xứng hai bên, xảy ra cấp tính, cho nên mất phản xạ gân xương, cho nên là họ nghĩ tới cái chẩn đoán là Guillain-Barré. Rồi, em nghĩ như vậy nó hợp lý không? Nó diễn tiến như vậy nó hợp lý không? Dạ thì trước đó nên khai thác thêm là bé có nhiễm siêu vi gì trước đây không, hoặc là có nhiễm các cái siêu vi đặc biệt như HSV hay là viêm gan B. Cái này vô mà cái tiếp cận đầu tiên mà chúng ta ghi nhận được giống như bạn nói đó ha, thì chúng ta thấy rằng là khai thác bệnh sử thì đứa bé này là bắt đầu nó yếu ha, yếu chân, sau đó yếu tay ha, cái bệnh cảnh giống ha, yếu tứ chi, nó năm nay ai là yếu tứ chi và hoàn toàn không có sốt gì cả, rồi sau đó nó nhập viện trong bệnh cảnh nó bắt đầu nó có tình trạng hơi siêu hấp và huyết động học của nó có vẻ là không có ổn định. Tuy nhiên đến chút đứa bé yếu tứ chi và giảm phản xạ gân xương như vậy thì người ta nghĩ nhiều đến một cái liệt ngoại biên, đúng không? Bởi vì người ta không thấy những dấu hiệu trung ương đây. Trên một cái bệnh cảnh đầu tiên người ta nghĩ tới chính là người ta nghĩ ngay đến cái hội chứng Guillain-Barré. Người ta có phân biệt cái bệnh lý nào nữa không? Dạ, hiện lúc nhập viện thì không có, chỉ có một chẩn đoán thì sang ngày hôm sau thì mới bắt đầu có phân biệt. Hôm sau người ta đứa bé dạ. Này đi tìm nào? Chúng ta nhớ hỏi một đứa bé yếu tứ chi đó thì các bạn luôn luôn phải hỏi coi nó có bị bí tiểu hay không, đúng không? Bởi vì nó có bí tiểu thì người ta coi chừng nó có liên quan đến yếu tố của trung ương, người ta sẽ chú ý đến các vấn đề của tủy sống nữa. Thì đứa bé này giả sử lúc ban đầu thì chúng ta chỉ ghi nhận đó là đứa bé này yếu tứ chi thôi, nó không có cái vấn đề của cái dấu hiệu trung ương, trên tầng nghĩ đến một cái liệt mềm ngoại biên cấp á. Thì Guillain-Barré là một trong những bệnh cảnh để chúng ta nghĩ tới đầu tiên mặt lâm sàng. Tuy nhiên theo bạn thì làm sao để xác định chẩn đoán Guillain-Barré? Dạ, phải đo điện cơ. Chúng ta sẽ đo điện cơ. Rồi còn gì nữa không?
về mặt thần kinh, cái này bài này là nó hướng qua thần kinh và đó lý do nó phát triển thần kinh là như vậy. Ra bé bắt đầu với diễn tiến nặng hơn thì chúng ta sẽ có cái xác định chẩn đoán đứa bé này chính là đo điện cơ là quan trọng nhất ha. Thì chúng ta thấy những cái rối loạn của nó. Thứ hai đó là vấn đề là chúng ta có thể, nếu chúng ta phải loại trừ các bệnh lý về thần kinh trung ương đó ha, thì chúng ta bắt buộc phải chọc giò, đúng không? Chọc giò thì nó tủy, chúng ta sẽ thấy được cái hiện tượng phân ly đạm tế bào ha, trong cái hội chứng Guillain-Barré. Đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng đứa bé này vô đầu tiên là bệnh 4 ngày hoàn toàn không có sốt gì cả ha, và sau đó là bắt đầu có yếu. Và khi nó yếu thứ chi như vậy, khi nó vô chúng ta có chú ý ghi nhận có hai vấn đề cấp cứu cần phải lưu ý trên đứa bé này. Thứ nhất đó là tình trạng mà nó siêu hấp. Bởi vì đứa bé Guillain-Barré mà nó có siêu hấp thì khả năng tiếp theo đó là gì? Chúng ta phải giúp thở đó, ha. Vấn đề thứ hai là bắt đầu nó có sự rối loạn cái hệ thống tơ về tuần hoàn. Chúng ta thấy mạch nó rất là nhanh, huyết áp của nó 9/6, đó là giới hạn dưới. Chúng ta phải hết sức cẩn thận coi chừng nó sốc. Chưa biết nó sốc do gì, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận trên đứa bé này nha. Rồi tiếp. Là 7:45 ngày 7/14 thì khám thì chẩn đoán của bé hội chứng Guillain-Barré ngày 4, và sau khi khám lại thì có phân biệt với lại viêm màng não tủy, thì xử trí cho bé là chỉ là cho bé thở oxy canula 3 lít/phút, cho dịch cái viêm não tủy em. Dạ. Làm sao phân biệt được hai cái bệnh cảnh Guillain-Barré và viêm não tủy hướng lên? Hai bệnh cảnh nó đi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy làm sao mình phân biệt được hai bệnh cảnh này? Hai bệnh cảnh này thì chúng ta cần phải chọc giò tủy sống. Thứ nhất là chọc giò tủy sống. Thứ hai về mặt lâm sàng có cái gì để phân biệt nữa không? Dạ yếu. Các bạn phải coi thêm nó có rối loạn cảm giác hay không, đúng không? Rồi chúng ta phải coi thêm nó có bí tiểu gì hay không. Đó là những dấu hiệu để chúng ta lưu ý. Như vậy lát nữa rảnh mở cái cuốn sách bắt đầu ra, coi lại tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng Guillain-Barré. Cái thứ hai, tiêu chuẩn chẩn đoán cái viêm não tủy là cái gì nha ha. Tuy nhiên ngày hôm nay không phải là bệnh này đâu, mà đoán là do cái người đi học lúc mà bệnh sử ra cái bệnh sử này đã khai thác ngay từ đầu là có vấn đề. Thực ra khai thác không có đúng. Chúng ta đã vẽ bệnh nhân vô đúng cái thứ mà chúng ta muốn, đó là hội chứng Guillain-Barré. Thực tế đứa bé này khó mà là Guillain-Barré. Tuy nhiên do học sinh mà khi hỏi bệnh sử chúng ta hay định hướng lắm. Và khi đó là nếu như chúng ta không trực tiếp hỏi lại bệnh nhân, không hỏi lại người nhà, nó sẽ cho ra kết quả hoàn toàn khác. Nên lắc được bằng coi cái diễn tiến ha. Diễn tiến đứa bé này thì chúng ta sẽ biết rằng cái chẩn đoán, cái diễn tiến, cái cách hỏi bệnh sử ban đầu có vẻ là có vấn đề. Nha, rồi tiếp đi em. Lúc 7:45. Dạ, xử trí là cho bé nằm phòng cấp cứu, nằm đầu cao 30 độ, thở oxy canula 3 lít/phút, dịch pha chảy theo nhu cầu cơ bản, xét nghiệm là đủ công thức máu CRP, điện giải đồ, magie phốt phát, chức năng gan, chức năng thận, men cơ, đường huyết, khí máu động mạch, test nhanh B20 và chọc giò tủy sống, ít quang khớp háng và siêu âm khớp háng, ít quang ngực. Thì đến 11. Dạ. Cái cận lâm sàng người ta cho như vậy có cái gì hợp lý và cái gì không hợp lý không? Dạ về cái dạ về để phân biệt cái hai bệnh là Guillain-Barré viêm màng não tủy thì cần phải chọc giò tủy sống là em thấy hợp lý. Rồi bé có đau khớp háng mình cho siêu âm khớp háng hai bên. Ít quang khớp háng, rồi về sinh hóa là kiểm tra cái em thấy có kiểm tra CRP, viêm gan nhiễm trùng thì hiện tại khai thác bệnh sử thì không có ghi nhận là bé có sốt hay là có tình trạng nhiễm trùng hết. Và em thấy cho cái kiểm tra viêm gan nhiễm trùng ở chỗ này thì nó không có ăn khớp với bệnh sử. Nó không có khớp nhưng mà chắc chắn là người thầy thuốc đã có cái gì đó người ta cảm giác không có ổn. Đúng không? Và chính nhờ cái CRP đó bắt đầu người ta đã định hướng chuyển hướng liền. Nó chuyển hướng nhiều cái. Ca này nếu như không có làm cái viêm gan nhiễm trùng thì có lẽ là bệnh nhân đã chết rồi. Bệnh nhân đã chết đã là do tại vì sao vậy thì chúng ta chỉ nói sai đó.
chúng ta cho rằng đứa bé này yếu thứ chi, chúng ta khám thì chúng ta cho không có ghi nhận phản xạ cương xương luôn mà, không có phản xạ cương xương, sức cơ thì thấp chuẩn, coi như là gần như là con ta liệt á, liệt tứ chi đó nha. Nhưng mà thực tế nhiều khả năng đứa bé này là do đau quá mà nó không dám cử động luôn đó. Cho nên là đó là cái mà muốn nhắc nhở mấy em, đó là gì? Khi chúng ta tiếp cận một bệnh nhân khỏi bệnh sử, chúng ta phải tôn trọng cái câu trả lời của người nhà. Và tất cả những cái câu hỏi của mình định hướng người bệnh nhân, nhưng mà chúng ta không có nên hướng nó vào cái chẩn đoán của mình, mà chúng ta cứ để cho đó, chúng ta sẽ tránh được những sai sót. Trên đứa bé này thì đầu tiên vô thì nhà ta nói nếu như cái bệnh sử chúng ta thấy rằng yếu tứ chi, khá lâm sàng chúng ta cũng thấy yếu tứ chi, mất phản xạ gân xương, vì chuyển đoán hội chứng Guillain-Barré hợp lý. Và đối với Guillain-Barré mà chúng ta thấy bắt đầu có siêu hấp, bắt đầu có rối loạn huyết động, có nghĩa rằng là đứa bé đang nặng, khả năng giúp thở rất là cao. Do đó đứa bé này vô thì nó do nó có thở nhanh thì bác sĩ đã cho nó thở thở oxy là đúng không. Cái thứ hai là người ta chưa có thấy cái sự rối loạn huyết động học của nó. Bởi vì một bé 12 tuổi, các bạn chú ý, bé 12 tuổi mà mạch 140, mạch 150, huyết áp 9/6 là có vấn đề. Cho nên nếu như đứa bé này nó có sốt thì đứa bé này ngay đầu tiên đã được chẩn đoán đó là sốc nhiễm trùng đó, chứ không phải là cái Guillain-Barré này đâu. Điều mà muốn nói là các bạn phải để ý cái mạch 150, huyết áp 9/6 ở một đứa bé 12 tuổi, đó là rất là bất thường. Nên nãy bạn nói nó là bình thường là sai, nên đó điểm lưu ý. Và điều này cũng không được ghi nhận ở trên ở khoa khoa nhiễm luôn, người ta chỉ cho dịch pha thôi, các bạn thấy đó, chỉ cho dịch pha theo nhu cầu cơ bản thôi. Tuy nhiên trong quá trình làm xét nghiệm thì các bác sĩ người ta cảm giác thấy có cái gì đó không ổn, người ta đã làm cái bilan nhiễm trùng bên cạnh những cái xét nghiệm để chẩn đoán cái hội chứng Guillain-Barré cũng như cái đau cái khớp háng của bệnh nhân nha. Rồi, những tiếng tiếp theo đi em. Dạ, thầy cho em hỏi là bệnh nhân lúc này được làm test nhanh B20 là có cái lý giải nào mà? Người ta rảnh quá, người ta làm thôi chứ. Cái này đâu có lý do gì để chúng ta nghĩ nó có HIV gì hay không. B20 chính là HIV đó. Nha. Dạ. Dạ, lúc 11:40, bé sốt 38.6, em tỉnh, đang đau bụng nhiều quanh rốn, uống sữa không bị sặc. SpOC là 99%, cho anh thở oxy cannula, mạch rõ 146 lần trên phút, huyết áp 90-50 mm thủy ngân, thở êm 25 lần trên phút, phổi trong, cổ gượng nhẹ, sức cơ tay là 4/5, sức cơ chân là 3/5. Lúc này xét nghiệm về là bạch cầu 5,88, nó cho 3,73, chiếm ưu thế, là eosinophil là 1,48, đông máu bình thường, CRP 186, điện giải độ bình thường, men gan tăng, men gan tăng và men cơ cũng tăng. Khí máu động mạch là hiện là có hơi kỳ hô hấp một chút. Mà xử trí là cho CFOVT điều 200 mg một ký chia 4. Ta nghĩ đến cái gì mà người ta bắt đầu đã cho kháng sinh? Dạ, nghĩ tới nhiễm trùng huyết. Nếu mà đánh giá theo chứng CS thì em bé này có mạch có sốt, có mạch tăng, rồi có CRP cao là 186 mg/dl, người ta nghĩ tới nhiễm trùng huyết. Thì lúc này định hướng nó rõ rõ hơn một chút xíu, có nghĩa rằng là lúc 11:40 thì bắt đầu đứa bé nó sốt, đứa bé nó bắt đầu sốt, và ngoài cái sốt đó thì rất là may, đó là gì, bắt đầu kết quả về. Thì trong kết quả đó người ta lưu ý cái quan trọng nhất chính là chúng ta ghi nhận cái CRP rất cao, đúng không, 186. CRP này rất cao, CRP này cao và bên cạnh đứa bé này nó có sốt, và giống như bạn nói nó có hội chứng xia đó ha, tức là nó có sốt, nó có mạch nhanh, và lúc mà rút vô kia nó cũng có tình trạng thở nhanh nữa ha. Cho nên chúng ta nghĩ ngay đến đứa bé này có nhiều khả năng bị nhiễm trùng huyết. Vấn đề là ổ nhiễm trùng này ở đâu, theo bạn giờ ổ nhiễm trùng nằm ở đâu? Dạ, ổ nhiễm trùng qua thăm khám như vậy thì em thấy chưa xác định được. Chưa xác định. Dạ, không đâu. Là thứ ta nhất phải, là đứa bé này đã rồi, các bạn phải xin ngay kết quả X quang phổi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đứa bé này có đau khớp háng và đau cơ, đúng không? Chúng ta phải xin cái xoang khớp háng, coi khớp háng có bị viêm gì hay không. Rồi các cơ của nó chúng ta khám kỹ lại, coi nó có cái hiện tượng gọi là
viêm mô tế bào gì hay không, hoặc là có viêm cơ gì chỗ nào hay không ha. Bởi vì nếu mà chúng ta đã xác định ổ nhiễm trùng này nó nằm ở các cái nó nôm na là cơ xương khớp đó ha, thì một trong những tác nhân mà chúng ta phải lưu ý đến đó là tụ cầu, bên cạnh những cái tác nhân vi khuẩn gây mầm, đúng không? Cho nên cái kháng sinh lúc mà chúng ta đánh ra ở cái lúc 11:40 là kháng sinh phù hợp với nhiễm trùng huyết. Tuy nhiên đó là nhiễm trùng huyết dành cho vi khuẩn gây mầm thôi. À, còn trên đứa bé này thì chúng ta rõ ràng là của nhiễm trùng đứa bé này chỉ có thể ở hai chỗ thôi. Một đó là cái xoang phổi, ha, có nghĩa là nó phải có tổn thương phổi gì hay không. Cái thứ hai đó là ở cái cơ xương khớp. À, tức là chúng ta coi và nếu có cơ xương khớp rồi thì càng phải lưu ý một tác nhân quan trọng nhất đó là tụ cầu, mà phần lớn đó là tụ cầu đa kháng không ạ. À, đó là điểm mà các bạn phải lưu ý. Ngoài ra trên đứa bé này thì chúng ta thấy bắt đầu có tổn thương cơ quan, à, tức là men gan nó tăng, đúng không? Và với men gan tăng như vậy thì các bạn lưu ý, à, với men gan tăng đó là bắt đầu nó có tình trạng là nhiễm trùng huyết nặng đó. À, mặc dù hiện nay người ta không dùng từ khái niệm nhiễm trùng huyết nặng, bởi vì nhiễm trùng huyết đã nặng rồi. À, và đứa bé này có một cái là CK tăng, có là cái men cơ, đó. Men cơ nó tăng. Men cơ tăng có nghĩa rằng là chứng tỏ phù hợp đứa bé này nó có đau cơ. À, nó đau cơ, nó viêm cơ thì cái cơ nó mới tăng. À, do đó nó có viêm cơ như vậy, bạn cứ lưu ý đến tác nhân tụ cầu là cái mà các bạn phải hết sức lưu ý. Nhớ ha, đó là cách để chúng ta suy luận đó. À, và nhanh chóng cho nên đứa bé này chúng ta phải nhanh chóng xin ngay X-quang ngực. Thứ hai, X-quang xương khớp ha, để chúng ta đánh giá và khám kỹ trên người nó ha, để coi có nhọt da hay không, có viêm da cơ gì hay không. Ha, đây là điểm rất quan trọng. Bởi vì lúc này chúng ta có thể chưa thấy, nhưng chúng ta phải nghi ngờ nha. Rồi tiếp. Đã lúc 16 giờ thì em thở oxy, em tỉnh, thở oxy SpO2 là 98%, mạch rõ 130 lần trên phút, huyết áp 90-60, thở đều em 24 lần trên phút, âm phế bào đều hai bên. Thì kết quả siêu âm bụng trả về thì dạ lát nữa em sẽ đưa cái siêu âm bụng đầy đủ. Ở đây thì có ghi nhận là có đông đặc ở đáy phổi hai bên, trên cái sự trí tương ứng là cho vancomycin đều 60mg một ký ngày. X-quang phổi hả? Dạ, X-quang phổi nó chưa về. Trời ơi, đó, có nghĩa là chúng ta thấy rằng chúng ta làm từ sáng, đúng không? Chúng ta làm từ sáng đến 16 giờ chiều ha, thì chúng ta nghi ngờ nó là có viêm phổi dựa trên cái siêu âm bụng. Siêu âm bụng người ta thấy được cái đông đặc, trong cái đó X-quang phổi chúng ta không có. Cho nên ý nói rằng là gì? Mà mình hơi chậm nha, cái này là mình hơi chậm. Và do trên cái phổi nó có, mà một cái phổi không mà chúng ta cho thêm vancomycin là không đủ khả năng. Ha, và chúng ta phải chú ý, chúng ta phải coi X-quang phổi đó nó tổn thương như thế nào. Ha, và tác nhân là cái gì? Bởi vì hiện nay điều trị viêm phổi nặng hoặc là nhiễm trùng huyết, điều trị chính của nó chính là chúng ta dùng cephalosporin ngày thứ ba. Tức là chúng ta dùng sulfataxim hoặc là ceftazone là được rồi. Có thể cộng trừ thêm cái aminoglycosid nha. Chúng ta chỉ thêm vanco trong trường hợp nào chúng ta trong trường hợp chúng ta nghi đó là do phế cầu hoặc nghi do các cái viêm trùng gặp dương giống như tụ cầu, đó chúng ta cho thêm vancomycin. Thì việc mà chúng ta cho thêm vancomycin trên đứa bé này đó thì các bạn phải đưa ra bằng chứng để chúng ta nghĩ tới. Ví dụ trên đứa bé này cái xoang phổi chúng ta thấy tổn thương phổi nó lan tỏa hai bên, có những ổ hoại tử vân vân. Thứ hai, đứa bé này chúng ta thấy nó viêm cơ xương khớp ha, hoặc có những cái nhọt da gì đó vân vân, lúc đó chúng ta mới cho thêm vancomycin thì mới đúng nha. Tuy nhiên trên đứa bé này các bạn phải lưu ý rằng đây là bé rất nặng, bởi vì CRP của nó là 186. Với CRP 186 hiện giờ đang là nhiễm trùng huyết tí xíu thôi, không quá 24 giờ đâu đứa bé nó sẽ vô sốc. Cho nên các bạn phải lưu ý, nhìn thấy cái CRP này là phải sợ, là chúng ta phải chạy nhanh hơn nó một chút, còn nếu không thì chúng ta sẽ không kịp nữa nha. Rồi chúng ta dừng lại đây chút xíu, các bạn khác có hỏi gì thêm hay không? Để cho thấy rằng các bạn là đứa bé này được vô chẩn đoán dịch bệnh cảnh thần kinh, bệnh lý thần kinh ngoài biên, tức là hội chứng Guillain-Barré. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm về thì nó lại ra cái nhiễm trùng huyết, đúng không? Và khi đó người ta đã đẩy một cái hướng chơi chẩn đoán khác, đó là một cái nhiễm trùng huyết. Tí xíu chúng ta sẽ coi diễn tiến tiếp theo, để cho bạn thấy rằng là đứa bé này không có lý do, không có gì mà để chẩn đoán cái hội chứng Guillain-Barré cả. Bởi vì sau đó thì sức cơ đứa bé này ok, nó không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là do nó đau cơ quá mà nó ít cử động thôi nha. Rồi các bạn có hỏi gì câu hỏi gì không? Chúng ta tới lúc 16 giờ tức là mới gặp gì ngày đầu tiên hết đó. Rồi không có gì chúng ta tiếp.
À, báo cho con biết rằng đến thời điểm này đứa bé vẫn chưa xuất viện nha. Dạ, đây là ít văn phổi của bé thì đập ít văn phổi thì thấy tia đủ, là có tổn thương phổi hai bên đang tỏa. À, tổn thương phổi với cái viêm phổi này, với cái viêm phổi này thì chúng ta biết đây là một cái viêm phổi nặng, và với một cái viêm phổi mà lan tỏa hai bên, cho một đứa bé có cái triệu chứng của đau cơ, đau khớp, chắc chắn phải nghe ngay đến tụ cầu, đúng không? Phải nhớ đến tụ cầu liền. Và lúc này thì chúng ta chú ý, nó là vừa có tổn thương phổi, nó vừa có tổn thương khớp, nó vừa có đau cơ, thì cái tác nhân của nó chúng ta thường đoán, nếu chúng ta làm quen thì chúng ta biết đó là nhiễm trùng huyết tụ cầu, nhiễm trùng huyết tụ cầu. Chính nhiễm trùng huyết tụ cầu tức là nó lan theo đường máu, và khi nó lan theo đường máu như vậy nó sẽ gây ra những cái áp xe ở cơ, ở khớp, những cái cơ khớp, rồi ở phổi, ở tim, nó làm rất là dữ dội, để cho bạn thấy rằng rất nguy hiểm chứ không phải đơn giản. Cho nên đó là lý do tại sao anh mới thắc mắc ngạc nhiên rằng tại sao cerebellum 186 mà trong 4 ngày đầu đứa bé hoàn toàn không sốt, đứa bé hoàn toàn không sốt. Đó là một cái câu hỏi lớn ha. Cho dù chúng ta tin tưởng rằng là các bác sĩ lúc mà khai thác bệnh sử là đúng, nhưng nó không phù hợp với cái cận lâm sàng khách quan mà chúng ta có được nha. Thì đối với cái xoang phổi này thì lúc này chúng ta sẽ chẩn đoán đó là một ca viêm phổi nặng kết hợp với cái đau cơ khớp đó, thì chúng ta sẽ nghĩ đến tụ cầu. Cho nên lúc này chúng ta mới nhanh chóng cho thêm vancomycin nha. Và vancomycin trong các điều trị các trường hợp nhiễm trùng nặng, các bạn nên dùng liều là 15 mg bạc ký ngày mỗi 6 giờ. Tức là tổng liều của nó trong ngày là 60 mg bạc ký đó. Tuy nhiên vancomycin nó thay đổi tùy thuộc vào cái cơ địa từng người, thì theo chức năng thận. Cho nên khi đã dùng vancomycin để điều trị cái tác nhân phế cầu hoặc tụ cầu đó, thì các bạn bắt buộc phải định lượng nồng độ vanco trong máu. Thì có nhiều cách lắm. Người ta có thể dùng nồng độ định lượng, dùng nồng độ đáy. Người ta có thể dùng cái AUC theo khuyến cáo mới. Tuy nhiên hiện nay thì có lẽ là cái mà sử dụng đơn giản nhất đó là người ta sử dụng nồng độ đáy, là đơn giản đó. Tuy nhiên có cái chính xác hơn đó là AUC. Tuy nhiên cũng không khuyến cáo các bạn lắm, bởi vì tính toán nó cũng hơi phức tạp. Các bạn có thể dùng nồng độ đáy. Và để có được cái nồng độ đáy thì theo bạn biết thì chúng ta sẽ định lượng ở cái liều thứ mấy? Dạ, định lượng nồng độ đáy ở sử dụng ngày thứ 3, thứ 4 sau khi sử dụng vancomycin. Nó bậy không à? Lẽ như ngày thứ 3, thứ 4 là chúng ta định lượng đúng rồi. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn sớm hơn thì sao? Dạ, sớm hơn thì là ngày thứ 2. Truyền mà nhớ truyền vanco đúng giờ. Ở liều thứ mấy? Dạ, ở liều thứ 5. Đúng rồi, chúng ta nhớ là người ta sẽ định lượng ở cái liều thứ 5 đó. Lúc đó người ta định lượng nồng độ đáy. Tại sao phải làm như vậy? Chúng ta phải làm như vậy vì hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì nếu mà nồng độ đáy nó không đạt được cái nồng độ đáy để trong điều trị nhiễm trùng nặng đó, thì chúng ta phải cần nồng độ đáy phải từ 15 cho đến 20. Nếu nó không đạt được thì nó không thể nào điều trị những trường hợp mà do phế cầu chứ tụ cầu được. Và điểm thứ hai đó là do hiện nay cái chất lượng của cái vancomycin của mình đó, nó không có ok lắm, không có ok lắm. Và do đó chúng ta cần phải kiểm soát được cái nồng độ thuốc ở trong máu để đảm bảo cái vấn đề điều trị. Bởi vì tác nhân mà chúng ta điều trị chính đó là tụ cầu đó, nó độc tính nó rất là cao. Cho nên đã dùng vanco để điều trị phế cầu hoặc tụ cầu thì các bạn bắt buộc phải định lượng nồng độ thuốc trong máu. Và cách đơn giản nhất đó là chúng ta định lượng nồng độ đáy. Hiện nay tất cả các bệnh nhân đều làm được. Như nào cao cấp hơn nó sẽ định lượng thêm cái nồng độ đỉnh nữa. Và với đáy mà định đỉnh như vậy người ta sẽ tính ra được cái AUC. Tuy nhiên rất phức tạp, rất phức tạp hơn. Cho nên là các bạn chúng ta nhớ cái nồng độ đáy là được. Cho nên trên đứa bé này thì lúc 16 giờ đó với cái chẩn đoán nghi ngờ nhiễm trùng huyết, bởi vì cerebellum là 186, đúng không? Lâm sàng bệnh nhân có sốt, có thở nhanh, huyết đồng học có vẻ là không ổn lắm, kết hợp với x-quang phổi và có tổn thương phổi lan tỏa hai bên như thế này, thì lúc này người ta sẽ nghi ngờ đây là một ca viêm phổi nặng nhiễm trùng huyết và không loại được tụ cầu, cho nên người ta có thể dùng thêm cái vancomycin. Đây là lúc này chúng ta đang dùng đó là sulbactam cộng vancomycin. Và hiện nay đang là nhiễm trùng huyết thôi. Và có lẽ lúc này bác sĩ người ta cũng chưa nghĩ tới đây là một cái nhiễm huyết tụ cầu đâu. Rồi tiếp. Cái này là cái x-quang khớp háng hai bên của bé. Là
thấy không có hẹp khe khớp. Khó mà dislocation khớp háng ở thời điểm này mà có thể thấy được cái gì? À, bởi vì để thấy được cái tổn thương của các khớp háng thì có phải diễn tiến nó cũng phải lâu rồi. Quan trọng nhất là chúng ta có siêu âm khớp háng, nó có ghi nhận cái gì hay không? Tại vì đứa bé này nó rất đau, đúng không? Đau đến mức mà nó không có di chuyển được, đúng không? Và do đó chúng ta đã bị nó lầm một chút là gì? Ta đánh giá nó là liệt tứ chi đó, yếu tứ chi. À, đó là chứng tỏ nó đau rất dữ. Đau này có thể là đau do khớp và đau có thể do cơ nữa. Dạ. Rồi tiếp. Dạ, bằng cột sống thì bé không có thấy là tổn thương. Đây chúng ta chụp cột sống là chúng ta làm dạ. hơi quá ha, hơi dữ dội. Rồi tiếp đi. Dạ, cái siêu âm đầy đủ, cái bản siêu âm đầy đủ của bé là siêu âm bụng. Và có vài nốt echo kém phân thủy 4 ở gan. À, kích thước khoảng 5-6 mm, à, không có tụ dịch, à, tràn dịch màng phổi hai bên lượng ít, xẹp đông đặc phía sau hai bên phổi, à, siêu âm cao khớp háng hai bên, để đảm bảo khớp háng và gối hai bên không dày, không tụ dịch, cơ soát hai bên bình thường, không thấy bất thường mô mềm hai bên vùng đùi, phản ứng màng xương, không có dấu hủy xương và hạt chậu bên phải dạng viêm. À. Rồi với cái quả siêu âm này thì em cho biết rằng là lúc này cái đau khớp háng này thì bạn nghĩ nó là gì vậy? Nó có dấu hiệu của viêm khớp háng hay chưa, hoặc là có tụ mủ gì hay không? Dạ, em nghĩ là có thể là trên siêu âm chưa có thấy được cái tổn thương, nhưng mà hiện tại em bé có đau thì đúng rồi. Có nghĩa là trên đứa bé này thì hiện nay nhiễm trùng là rõ, bởi vì CRP rất cao. Vấn đề là chúng ta cần biết ổ nhiễm trùng này ở đâu, đúng không? Ổ nhiễm trùng này thứ nhất ở phổi, ok. À, điểm thứ hai đó là chúng ta phải ghi nhận đó là ở cái khớp háng nhưng có đau. Tuy nhiên trên cận lâm sàng tức là X quang và siêu âm thì vẫn chưa thấy. À, đó là yếu tố. Và trên đứa bé thì có cái ổ nhiễm trùng có thể là ở khớp và thứ hai là ổ nhiễm trùng ở phổi. Ha, và phản viêm rất là mạnh như vậy thì một trong những tác nhân các bạn phải lưu ý đến đó là tụ cầu bên cạnh những cái tác nhân khác. Và lúc này kháng sinh các bạn đang không mạnh được cả vi khuẩn gram âm lẫn gram dương. Với các phác đồ kháng sinh chúng ta đang đánh đó là cái Cefo cộng Vonco thì tương đối là tốt đối với cái điều trị những bệnh huyết. Tuy nhiên đã là do CRP rất cao như vậy thì các bạn nên thêm phối hợp thêm một cái aminoglycosid nữa. Tức là trong trường hợp này các bạn có thể dùng thêm cái gentamicin nếu như bạn hướng về cái tụ cầu nhé nha. Tụ cầu đặc biệt rất nhạy, tương đối nhạy với cái gentamicin hơn là amikacin. Amikacin nó sẽ tốt hơn đối với các vi khuẩn gram âm, còn gentamicin nó sẽ tốt hơn với các vi khuẩn gram dương. Nên trong tình huống này, cái điều trị mà thích hợp đó, thì các bạn vẫn có thể tiếp tục sulbactam để chúng ta khống chế các vi khuẩn gram âm thường gặp. Hai là vancomycin để chúng ta khống chế cái tụ cầu và phối hợp thêm cái gentamicin để tác dụng hiệp đồng cho điều trị những trùng huyết, đặc biệt đó là những trùng huyết do tụ cầu. Nên các bạn lưu ý. Và cái điều mà chúng ta đã đến con đường chẩn đoán những trùng huyết rồi, viêm phổi. Mà đứa bé này mạch nhanh, huyết áp nó đang là 96, đó là giới hạn dưới. Phải theo dõi được thực xác với đồng học, bởi vì khả năng nó sẽ vô sốc. Đó là cái mà các bạn cần lưu ý nha. Rồi, tiếp. Tiếp tục là sang ngày hôm sau, 7 giờ ngày 8 tháng 12. Em đừ, mạch bay rõ 125 lần trên phút, huyết áp 90-60, thở đều, êm 20 lần trên phút. Cổ gượng nhẹ, vận nhãn bình thường, sẹo lao rõ, thang đau nhức hai chân lớn, thang đau nhức hai chân nhiều hơn hai tay, và lúc này chẩn đoán là viêm đa thần kinh cấp, nhiễm trùng huyết nặng, chưa loại trừ viêm tủy cổ ngực, chẩn đoán phân biệt là lao và bệnh hệ thống. Cùng lúc đó thì tỷ ở thần kinh nhiễm thì vẫn giữ cái quan điểm đó là cái yếu tứ chi này nó liên quan đến cái vấn đề về thần kinh. Cho nên người ta vẫn giữ các chẩn đoán đó là cái hội chứng Guillain-Barré đó, viêm đa dây thần kinh đó. Tuy nhiên thực ra lúc này về sau chúng ta khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta biết rằng đây là cái chẩn đoán nó không có đúng, không đúng, bởi vì thực tế là đứa bé này do nó đau cơ quá, đau khớp quá mà nó không cử động, và do đó nếu có điều kiện thì đứa bé này chúng ta đã phải nhanh chóng trong vấn đề là đo điện cơ để giúp cho cái xác định chẩn đoán càng sớm càng tốt trên đứa bé này. Và ngoài ra thì đứa bé này nó có cái cổ gượng đó ha, thì có thể nghi ngờ viêm màng não được, các bạn nên chọc giò sớm để loại trừ. Rồi tiếp em.
Dạ, cận lâm sàng trở về là soi máu cầu khuẩn nam dương, cầu khuẩn nam dương dẫn chùm. À, cái máu là có Staphylococcus aureus, nhảy với gentamicin, oxacillin và vancomycin. Kết quả dịch não tủy là một tế bào lactate tăng và protein và glucose bình thường. Leptospira, huyết thanh IgG và IgM âm tính. Nên là xử trí là có vẫn truyền dịch pha theo nhu cầu cơ bản, ngưng cefotaxim, chuyển thành imipenem và vancomycin, xét nghiệm lại đông máu, khí máu, lactate, đường huyết, đường huyết mao mạch, điện giải đồ, albumin, LDH, tốc độ máu lắng, tìm định lượng bổ thể C3C4, cho em trai não tủy cổ. Rồi em bàn luận cho anh cái xử trí trên cái bé này, tại sao người ta ngưng cefo, người ta đổi qua cái imipenem, sửa đổi như vậy hợp lý hay không? Dạ em thấy đổi như vậy thì cái kháng sinh chủ yếu để điều trị của cái tụ cầu là vancomycin, cho nên là đổi từ cefotaxim lên imipenem thì nó cũng cũng không cũng có cái vấn đề chính ở đây đó là chúng ta đã xác định rõ ràng đây là một ca nhiễm trùng huyết. Vấn đề là ổ nhiễm trùng ở đâu thì như đã phân tích, ổ nhiễm trùng nó có hai chỗ, một đó là phổi, thứ hai đó là ở cơ xương khớp. Và như đã nói, với phổi và cơ xương khớp, hai ổ nhiễm trùng đó thì khả năng tác nhân của nó chính là tụ cầu. Nếu chúng ta làm quen chúng ta sẽ biết liền. Tuy nhiên chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải đợi kết quả của cấy. Tuy nhiên lúc này thì các bạn có được kết quả soi thôi đó, chứ chưa có kết quả cấy đâu. Cấy vài ngày sau mới có. Lúc này soi người ta cho chúng ta thấy đó là cầu trùng gam dương dạng chụp. Với một đứa bé nhiễm trùng huyết nặng, có tổn thương phổi, có viêm cơ, có tổn thương cơ xương khớp, và soi kết quả soi của cái máu đó thì chúng ta thấy cầu trùng gam dương dạng chụp. Tác nhân chắc chắn trong nghiệm chúng ta nghĩ đến đó là tụ cầu. Và tụ cầu trong các trường hợp nhiễm trùng huyết nặng này phần lớn là đa kháng. Và đa kháng thì chúng ta phải dùng những kháng sinh phù hợp. Lúc này chúng ta đang dùng vonco là phù hợp, chúng ta sẽ tiếp tục vonco. Nếu như lúc này các bạn đang dùng gentamicin thì chúng ta sẽ tiếp tục gentamicin, đó là hợp lý. Còn cefotaxim thì chúng ta không cần phải ngưng, bởi vì lúc này chúng ta vẫn cần kết quả cái máu chính thức để coi có cái trùng gam âm nào khác kèm theo hay không. Cho nên trong trường hợp này thì các bạn không nhất thiết phải nâng cái imipenem lên, phải dùng đến imipenem, bởi vì imipenem sẽ không có tác dụng gì đáng kể đối với cái tụ cầu đâu. Nó chỉ có tác dụng đối với các vi khuẩn gam âm khác mà thôi. Cho nên cái điều trị lúc này hợp lý, các bạn vẫn giữ đó là cefotaxim cộng vonco và thêm cái zonta. Nếu như chúng ta đã nghi ngờ cái tụ cầu, tức là vonco cộng zonta. Và quan trọng nhất đó là các bạn phải coi lúc này ở các cơ xương khớp của nó có những cái ổ tụ mủ gì hay không. Đó là một chuyện. Bởi vì vancomycin thì khả năng nó xâm nhập vô các mô cơ khớp không tốt. Nó không tốt, giống như trong phổi. Và do đó nếu như đứa bé này nó có những ổ mủ ở trong những cái tổn thương cơ xương khớp rõ ràng, và nhất là khi đứa bé này có dấu hiệu của sốc nhiễm trùng, thì ngoài vonco các bạn phải dùng thêm một kháng sinh khác để thâm nhập vô mô tốt hơn và có các tác dụng điều trị được cái ngoại độc tố. Đó là chúng ta sẽ phối hợp thêm cái clindamycin, bởi vì kháng sinh mà điều trị tụ cầu chúng ta có vài món đó, đúng không? Chúng ta có vancomycin này, chúng ta có clindamycin này, chúng ta có gentamicin này, và trong trường hợp mà kháng nhiều thứ quá thì chúng ta có cái linezolid, đúng không? Và nhớ rằng chúng ta không bao giờ sử dụng linezolid một cách đại trà, mà chúng ta chỉ dùng trong những tình huống nặng đe dọa tính mạng của bệnh nhân, hoặc chúng ta có bằng chứng rằng là điều gì bằng vancomycin nó không có hiệu quả. Cho nên trong trường hợp này, việc mà chúng ta cho thêm cái imipenem, đó là cái điều trị nó chưa hợp lý lắm nha. Đó là điểm các bạn lưu ý. Rồi, mà trong khi đó là ca này thì người ta tập trung hướng về các cái nguyên nhân của vấn đề về thần kinh, nên các bạn thấy đó là người ta có làm thêm cái MRI não tủy rất may là chưa di chuyển đứa bé đi đó, cứ di chuyển đứa bé đi mà nó sắp một cái là bệnh nhân lên đường. Và ngoài ra người ta làm thêm một các cái bổ thể C3 C4 để chúng ta loại những cái bệnh lý về từ miệng đó, tức là người ta hướng về các bệnh lý của cái thần kinh cơ nhiều hơn. Trong khi đó cái bệnh cảnh mà chúng ta thấy trước mắt á,
đó là cái nhiễm trùng huyết ha, và viêm phổi nhiễm trùng huyết, người ta không có chú ý đâu. Thôi, các bạn lưu ý ha. Rồi tiếp đến 13 giờ. Dạ, đến 13 giờ thì em được môi hồng dẫn oxy, chi ấm vừa, CRT khoảng 2 giây, mạch rõ 132 lần trên phút, huyết áp là 80/40, huyết áp đỏ tay, thở đều, tim đều. Là dạ, trong hồ sơ thì không có ghi nhận thở bao nhiêu hết. Dạ, bụng mềm, bầm da nơi vết chích. Chẩn đoán lúc này là nhiễm trùng huyết nặng do tụ cầu, sốc nhiễm trùng. Xử trí là nằm đầu bằng, thở oxy 3 lít trên phút, là truyền dịch chấm sóc là natriclorua 0.9%, 20ml bậc ký trong vòng 20 phút. Ngưng imipenem, sử dụng là meropenem, metronidazole, vancomycin, đo huyết áp mạch xâm lấn. Rồi, lúc 13 giờ theo ghi nhận là đứa bé này nó có sốc không? Dạ, em bé có sốc. Lý do? Dạ, em về cái thứ nhất là em bé có nhiễm trùng huyết, rồi em bé có sốc thì em nghĩ lần này có sốc nhiễm trùng. Thì lúc này chúng ta thấy huyết áp nó rõ rồi. Huyết áp 90/60 thì chúng ta thấy không rõ, chứ huyết áp là 80/40. Đứa bé chú ý, đứa bé này là 12 tuổi. Đứa bé này 12 tuổi lần. Cho nên huyết áp mà còn 80/40 là rất là thấp ha. Và lúc này chúng ta thấy rằng đứa bé này chúng ta đã có bằng chứng nhiễm trùng rõ với cái CRP cao. Cái thứ hai thì chúng ta có tổn thương phổi. Thứ ba là chúng ta đang nghi ngờ nó có tình trạng đó là viêm cơ xương khớp nữa. Và bây giờ nó đột ngột nó vô sốc thì sốc này chắc chắn đó là sốc nhiễm trùng, đúng không? Và sốc nhiễm trùng này là trên một cái đứa bé có tổn thương cơ xương khớp và viêm phổi. Và nhất là chúng ta có kết quả của sôi, đó là cầu trùng gom như dạng chùm, nên chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ ngay tới đây là một ca sốc nhiễm trùng, nghĩ nhiều do tụ cầu, đúng không? Và xử trí, rồi các bạn xử trí hợp lý không? Dạ, thứ nhất là sốc nhiễm trùng thì phải khởi đầu dịch tinh thể là 20ml bạc ký 15 phút. Rồi cái khác chấp nhận được. Dạ, 22 phút. Rồi cái kháng sinh thì cũng không có hợp lý như cái thầy đã phân tích ở trên. Dạ. Hợp lý đâu. Dạ, đổi từ imipenem sang meropenem thì hai cái kháng sinh này cái phổ nó như nhau, và cái phổ của meropenem cũng bao cả vi khuẩn kỵ khí, cho nên là không có xài mà cần sử dụng metronidazole. Lúc này có lẽ bác sĩ ở khoa nhiễm người ta hơi rối ha. Nếu chúng ta đã có bằng chứng về mặt vi sinh, tức là cầu trùng gram dương dạng chùm, thì khả năng nó có hai con chính thôi, một đó là phế cầu, hai đó là tụ cầu. Và đặc trưng của hai con này nó được cho đến bây giờ thì phần lớn nó còn nhảy rất tốt đối với vancomycin. Trên đứa này thì chúng ta sẽ tiếp tục vancomycin. Còn kháng sinh thì như đã nói, nếu như chúng ta đang dùng sulfotaxim thì chúng ta vẫn tiếp tục sulfotaxim đến khi chúng ta có bằng chứng ngược lại. Còn chúng ta đã lỡ đỡ qua imipenem thì cứ tiếp tục imipenem đi ha. Chứ đâu cần thiết gì phải đổi qua meropenem để làm cái gì. Nên thực tế đến lúc thời điểm này, cái điều trị hợp lý cho đứa bé này các bạn vẫn có thể sử dụng đó là sulfotaxim cộng vonco và cộng ronta. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta muốn nói là gì, đây là một đứa bé nó bị sốc nhiễm trùng và nhiều khả năng là do tụ cầu, và do tụ cầu nó thường tiết ra ngoài độc tố. Và lúc này nếu chúng ta đã chẩn đoán là sốc nhiễm trùng do tụ cầu thì kháng sinh các bạn đánh ra phải có ít nhất phải có hai món, một đó là vancomycin, hai là clindamycin, và cái thứ ba nếu chúng ta chưa dùng, chúng ta vẫn có thể dùng đó là gentamicin. Đó là chúng ta có 2 đến 3 thứ để điều trị trong cái sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng huyết do tụ cầu. Tức là phải có vancomycin là chắc chắn điều trị tụ cầu tốt. Hai, clindamycin là để điều trị cái ngoại độc tố của tụ cầu. Và cái thứ ba, chúng ta có thể phối hợp đồ hợp với aminoglycosid. Mà đối với tụ cầu thì các bạn nên dùng gentamicin. Còn việc các bạn có thể tiếp tục sulfotaxim hoặc là imipenem đều có thể chấp nhận được, bởi vì lúc này chúng ta chưa loại được các vi khuẩn gram âm khác. Tuy nhiên trong điều trị nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng do tụ cầu thì các bạn nhớ phải có vonco cộng với clindamycin và cộng với cộng trừ cái aminoglycosid mà thường người ta sử dụng gentamicin. Đó là điểm mà chúng ta lưu ý. Còn cái vấn đề chống sốc thì bác sĩ đã xử trí nói chung cũng tương đối hợp lý đó. Đó là chúng ta dùng điện giải, có thể dùng lactate kinger hoặc doxycycline.
với tốc độ là 20 lít bạc ký, các bạn cho trong 15 phút, nhớ 15 phút thôi, 20 phút thì cũng được, không có sai, nhưng mà nên 15 phút nha. Rồi tiếp. Dạ đánh nè, dạ em tiếp tục cái diễn tiến hay là em nên... Em có thể trình bày cái phần dạ. Mà em đã chuẩn bị được. Dạ, cái kết quả em rai ngày hôm trước chụp thì trả về là có kết quả là ổ tổn thương di chứng cạnh sừng chẩm não thất ha bên trái, hiện tại không ghi nhận hình ảnh tổn thương nhu mô não cấp, không có chấn chỗ nội sọ. Có nghĩa rằng là có MRI này gần như là bình thường. Dạ, bình thường. Chút cái di chứng thôi ha. Những cái gì đó cũng không ảnh hưởng gì đến đứa bé. Dạ, MRI cơ thì cũng không thấy dập nát cơ hay là vùng hay là cái tổn thương vùng cổ sau lưng hai bên. Dạ, nó. Dạ, tiếp tục chúng... đánh giá. Dạ. MRI này không có bình thường. Bạn trả lại cái MRI cơ quế cơ. À, tổn thương MRI cơ các bạn chú ý ha. Chúng ta thấy là tổn thương trong các cơ vùng cổ sau, vùng lưng hai bên, trái nhiều hơn phải, kèm với tụ ít dịch trong các vách trang cơ, nhiều khả năng là viêm nhập cơ. Có nghĩa rằng là cái cơ này có tổn thương, chứ không phải là bình thường. Cho nên các bạn nên lưu ý. Tí xíu thì chúng ta sẽ coi diễn tiến đứa bé. Diễn tiến đứa bé này nó dữ dội lắm, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ nha. Rồi tiếp. Dạ, tiếp tục là đánh giá sau 30 phút. Yeah. Dạ, tại do hồi nãy là bác sĩ truyền dịch là trong vòng 20 phút nên là đánh giá ở lúc 13:30 là em nằm yên mùi hồng dân oxy SpO2 100%, chỉ ấm mạch rõ, huyết áp là 93, 37, 56 mm chuyển ngân dao động, thì xử trí lúc đó là cho Normalsaline là 20 ml bạc ký trên giờ, và sau đó em thấy trên hồ sơ là chỉ có một liều dịch này thôi và sau đó ngưng và cho truyền vận mạch 20 phút đúng không? Dạ. Rồi sau đó là cho ký giờ đúng không? Dạ. Rồi ngưng. Rồi sau đó người ta cho adrenaline. Rồi theo em xử trí như vậy ở thời điểm 13:30 hợp lý không? Dạ theo em là nên cho thêm một liều 20 ml bạc ký trong 15 phút nữa rồi đánh giá lại. Chưa có cần noradrenaline lúc này. Rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là sau 20 phút thì đứa này lúc đầu là huyết áp là 80/40, nên sự chia sẻ em trường lúc này người ta sẽ cho nằm đầu bằng. Thứ hai là cho thở oxy, đúng không? Rồi cái thứ ba các bạn cho điện giải là 20 ml bạc ký, tốt nhất là trong 15 phút, đúng không? Sau 15 phút chúng ta đánh giá lại. Thì sau 15 phút thì đứa bé này chúng ta thấy nó có cải thiện hơn. Giá lúc này là 93/37, tức là tâm trương rất thấp ha. Các bạn nhìn thấy tâm trương thấp như vậy, bạn biết đó là kiểu của hàng sốc nóng đó nha. Sốc nóng. Tuy nhiên, ở thời điểm này chúng ta chưa có chỉ định của vận mạch nha. Để chúng ta cho vận mạch, ít nhất các bạn phải truyền bồi từ 40 cho đến 60 ml bạc ký ha. Theo guideline hướng dẫn thì 60, tuy nhiên 40 các bạn có thể cho được. Nha, chúng ta chỉ cho dịch sau khi chúng ta truyền tương đối là đủ dịch, tức là khoảng từ 40 cho đến 60 ml bạc ký. Nên trên đứa bé này thì đây là một đứa bé 12 tuổi, lúc này huyết áp của nó vẫn còn thấp. Huyết áp trung bình của nó chỉ có 56, trong khi đó một đứa bé 12 tuổi, chúng ta cường áp trung bình là 65. Cho nên các bạn tiếp tục cho một liều điện giải nữa là 20 ml bạc ký 15 phút thì nó sẽ ra sốc nhanh hơn. Tuy nhiên bác sĩ trên khoa nhiễm thì người ta có thể hơi lo lắng về vấn đề quá tải dịch, thì người ta cho 20 ml bạc ký 1 giờ. Thì nó nôm na là không sai, nhưng mà không đúng. Thì trong tình huống này các bạn nên cho 20 ml bạc ký 15 phút. Thì chắc chắn đứa bé này nó sẽ ra sốc nó tốt hơn. Sau khi các bạn đổ thêm một liều nữa, mà chúng ta thấy rằng huyết áp của nó vẫn còn thấp, thì đặc biệt tâm trương, các bạn nhìn tâm trương, các bạn thấy đứa bé này tâm trương chỉ có 37 thôi, nó rất là thấp. Và nếu như chúng ta có cái bắt mạch, đó, các bạn sẽ thấy mạch rất là rõ, người ta gọi là mạch dội đó, mạch nó nảy mạnh chìm sâu. Mà chúng ta đo SpO2 các bạn sẽ thấy nó nảy lên 90 vạch, sau đó nó giảm xuống còn có 1-2 vạch thôi. Nó gọi là nảy mạnh chìm sâu đó, thì đó là kiểu có sốc nóng đó. Thì các bạn lúc này có thể cho thêm noradrenaline, bởi vì đó là sốc nóng. Chúng ta cho thêm noradrenaline. Noradrenaline là một trong những cái thuốc mà để điều trị sốc mà thường chúng ta hay sử dụng trong sốc nhiễm trùng mà do tụ cầu, bởi vì tụ cầu nó hay gây ra hiện tượng đó là sốc nóng. Và các bạn có thể khởi đầu với liều
0,1 microgram bạc khí một phút là nó sẽ ổn. Tuy nhiên muốn nói rằng nhắc cho chúng ta nhớ cái điều trị ban đầu của một cái trường hợp mà sốc nhiễm trùng đó ha, thì các bạn nhớ chúng ta phải đổ dịch điện giải là chính ha, với tốc độ là 20 lít bạc ký 15 phút ta cho một lần, sau đánh giá lại ha, đánh giá lại chúng ta thấy chưa ra sốc, chúng ta lặp lại liều thứ hai. Sau cái liều thứ hai chúng ta đánh giá lại coi nó ra sốc hay chưa. Nếu nó chưa ra sốc ha, nếu nó chưa ra sốc các bạn lặp lại liều thứ ba. Và nếu lúc này các bạn lo lắng quá thì các bạn có thể cân nhắc cho vượt mạch được ha, chúng ta có thể chấp nhận cho vượt mạch sau hai liều hay còn tốt nhất là sau 3 liều. Thì vận mạch lúc này các bạn sẽ lựa chọn giữa cái adrenaline hoặc noradrenaline, tùy thuộc vào nó là sốc nóng hay sốc lạnh, đúng không? Nếu đó là sốc, đây là sốc nóng thì các bạn cho noradrenaline. Nếu đó là sốc lạnh thì các bạn sẽ cho adrenaline là chính. Và sau khi chúng ta đổ hai liều dịch rồi mà chưa ra sốc, bạn phải xem coi coi đứa bé này có trình đặt nội khí quản chưa. Nếu nó siêu hấp quá thì nên đặt nội khí quản luôn. Còn nếu nó chưa thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái liều thứ ba, hai liều dịch thứ ba đó. Và sau 3 liều dịch, các bạn chú ý ha, sau 3 liều dịch mà đứa bé ra sốc được thì tốt. Còn nếu nó chưa ra sốc được, lúc này chúng ta chưa cho vận mạch thì bắt buộc phải cho vận mạch. Lúc này chưa có nội khí quản thì đặt nội khí quản. Đó là những điểm mà các bạn cần phải lưu ý trong cái xử trí ban đầu, trong giờ đầu tiên đó. Cho nên xử trí trong giờ đầu tiên các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai cái điều gì quan trọng. Một đó là chúng ta sẽ chống sốc bằng điện giải. Cái thứ hai chúng ta chọn thời điểm sau 40 hoặc 60 đó chúng ta sẽ cho thêm cái vận mạch. Và cái thứ ba là chúng ta luôn luôn cân nhắc vấn đề giúp thở. Nếu như bệnh nhân có tình trạng siêu hấp, đặc biệt sau 2 đến 3 liều dịch mà đứa bé chưa ra sốc, thì chúng ta nên cân nhắc đó là giúp thở sớm thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề ra sốc nó sẽ dễ dàng hơn nha. Rồi chúng ta dừng lại chỗ 13:30 chút xíu. Các bạn có hỏi gì thêm không về cái điều trị của cái sốc nhiễm trùng ban đầu trong 60 phút? Có hỏi gì thêm không? Rõ ràng ha, những cái này là những cái gần như là guideline rồi, nên các bạn phải nắm cho nó chắc và chúng ta điều trị cho nó hợp lý. Rồi tiếp, ở thời điểm sau đó nó như thế nào mà bạn đùng cái bạn nhảy qua lúc 7:30 luôn? Dạ là cái diễn tiến hôm đó là từ 17:30 đến sáng hôm sau á, thì chỉ có chỉnh noradrenaline từ 0,1 lên 0,15 thôi à. Và huyết áp của bé là nó duy trì ở mức là 105, 52, 67 à. Dao động quanh MAP 65mm chuyển ngân. Rồi thực sự đứa bé này đó, từ cái đêm của cái ngày 8 tháng 12 đó, thực sự nó ổn không? Làm sao huyết này nó ổn hay không? Dạ khám em chỉ thấy trong hồ sơ khám visit lúc 16 giờ rồi tới 23 giờ là có tăng chỉnh vận mạch và lúc đó chi ấm mạch rõ, không có ghi rõ thông số. Cái bé này nó ổn hay không thì chúng ta luôn luôn phải nhớ vấn đề theo dõi. Theo dõi thì nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần lâm sàng, tức là bạn phải theo dõi về vấn đề về đại tuần hoàn, tức là coi chi ấm không, mạch rõ không, huyết áp bao nhiêu, bệnh nhân có tiểu tốt hay không. Rồi cái điểm thứ hai rất quan trọng đó là vấn đề vi tuần hoàn, các bạn phải cho biết được khí máu lắc tách của bệnh nhân như thế nào và tổn thương các cơ quan nó như thế nào, nó có ổn hay không. Và đó là điểm rất quan trọng. Và điều này trong cái hồ sơ bệnh án chúng ta không thể hiện, không thể hiện. Các bạn biết rằng là nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng đứa bé nó ổn nhưng thực tế là đứa bé nó đang diễn tiến nặng hơn mà chúng ta không biết. Cho nên các bạn chú ý khi trình bệnh thì khi bệnh nhân bắt đầu đã có sốc rồi, các bạn phải nhớ phải theo dõi tiếp tục, theo dõi về cả lâm sàng và cái cận lâm sàng, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ bỏ sót, nhớ ha. Đặc biệt đứa bé này chắc chắn trong cái giai đoạn 24 giờ đó, trong cái giai đoạn 24 giờ thì các bạn phải theo dõi sát mạch, huyết áp, nước tiểu, khi máu lactate của bệnh nhân. Khi máu lactate người ta phải theo dõi mỗi 6 giờ chứ không phải là chúng ta bỏ sót gì đâu. Để như vậy là nếu đứa bé nó trở nặng nó sẽ tử vong nha. Cho nên cái đoạn mà từ 13:30 đến đoạn đuôi đến cái 7 giờ sáng hôm sau đó hầu như chúng ta bỏ hết. Cho nên các bạn trình bệnh như vậy là thiếu thiếu sót nha. Rồi tiếp. Dạ, từ 7:30 sang ngày 9 tháng 12, dạ em tỉnh tiếp xúc được sốt hai cử 38 độ C, đau cơ nhiều hơn.
tiểu khá, không có ghi nhận lượng tiểu, tiêu 3 lần phân lỏng sệt, nâu, xám, môi hồng trên oxy, SpO2 98%, chi ấm, CRT dưới 2 giây, mạch rõ 130 lần trên phút, huyết áp là 100 trên 52, 70 mm thủy ngân, thở đều, không có kéo 32 lần trên phút, tim đều, phổi không ra, âm tế bào đều hai bên, mềm, bầm bít chích, không có sang thương da, chẩn đoán là sốc nhiễm trùng huyết nặng do tụ cầu. Rồi, câu hỏi đặt ra lúc này đứa bé này nó ổn không? Anh này bạn nói là nó ổn đúng không? Rồi câu hỏi, hỏi thật sự là đứa bé này lúc 7 giờ 30 phút nó ổn không? Dạ, em thấy là mạch của bé vẫn còn, mạch của bé nhanh nhưng mà bé hiện tại đang sốt. Có thể lý giải là mạch nhanh này có thể do sốt. Đứa bé này chúng ta thấy rằng chúng ta đã chẩn đoán nó là nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng nhĩ nhiều do tụ cầu. Và chúng ta nó đã có sốc từ khoảng trưa hôm qua đến sáng hôm nay, mà chúng ta thấy rằng là gì? Mạch của nó lúc nào cũng 130 lần một phút thì đứa bé 12 tuổi, đó là dấu hiệu cho thấy rằng là đứa bé này nó không ổn. Và để khẳng định có ổn hay không ổn đó, các bạn nhớ thử thêm chi máu và lactate chúng ta mới biết chính xác được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai về mặt điều trị. Đây là ca mà chúng ta đã nghĩ nhiều đến tụ cầu. Cái việc điều trị chúng ta vẫn giữ đó là Mero, Vonco và Metronidazole là sai. Nhưng chúng ta gọi là chúng ta không biết cái điều trị tụ cầu quá nhiều. Cho nên lúc này nếu điều trị đúng trên đứa bé này đó, về mặt tụ cầu các bạn phải dùng đó là Vancomycin cộng Clindamycin cộng Soltamycin. Và do chúng ta không loại được cam âm thì các bạn có thể dùng thêm Cefaba, hoặc các bạn có thể dùng nhóm Carbapenem cũng được. Tuy nhiên đó chỉ là kháng sinh phụ mà thôi. Còn kháng sinh chính thì chúng ta bắt buộc phải có Vonco và Clinda. Cho nên đến 7 giờ 30 phút của ngày hôm sau, cái điều trị chúng ta vẫn chưa được tối ưu. Nhớ ha. Rồi, tiếp diễn tiến tiếp theo đem. Lúc 16 giờ 40 là em được chuyển khoa xuống khoa hồi sức tích cực. Là em đừ Glasgow 12 điểm, E3, V3, M6, môi hồng trên oxy, chi ấm CRT dưới 2 giây, mạch rõ 120 lần trên phút, huyết áp là 104, 50 trên 69 mm thủy ngân, sốt 38 độ rưỡi, thở đều, không có kéo 24 lần trên phút, tim đều, phổi không ran, âm tế bào đều hai bên, bụng mềm, vết chày ở da, phù nhẹ, sốc nhiễm trùng, chẩn đoán là sốc nhiễm trùng huyết do tụ cầu. Lúc này kết quả là nồng độ đỉnh của Vanco là 25, nồng độ đáy của Vancomycin là 11,48, khí máu động mạch là có kỳ mô hấp nhẹ, điện giải đồ thì có kali hạ là 2.9, men gan bình thường, bilirubin bình thường, albumin là giảm là 1,78, lactate tăng 3,28. Sử trí lúc này là nồng độ cao 30 độ, thở oxy cannula 3 lít trên phút, norepinephrine là 0,15 mg bậc ký trên phút, kháng sinh vẫn giữ là vancomycin, meropenem và metronidazole, dịch pha theo nhu cầu và có bổ sung kali, điều trị hỗ trợ paracetamol truyền tĩnh mạch, xét nghiệm là có công thức máu, khí máu động mạch lactate, sẽ tích khối hồng cầu, đường huyết mao mạch, xét nghiệm men gan, bilirubin, albumin, ure, creatinine, điện giải đồ, CRP, cái máu và dịch tễ xung quanh. Rồi, đến 16 giờ 40 thì ca này được chuyển xuống trong cái tua trực đến hồi sức tích cực ha. Và lúc này chúng ta có được cái kết quả của cái thứ nhất rồi, nồng độ Vonco trong máu. Thôi, các em thấy nồng độ Vonco trong máu đứa bé này đủ không? Dạ, về nồng độ đấy thì so với khoảng bình thường là đạt. Chúng ta thấy đây đó là cái ngưỡng để điều trị nhiễm trùng bình thường. Còn để điều trị nhiễm trùng nặng, nhiễm sốc nhiễm trùng thì nồng độ đấy Vonco phải đạt được từ 15 cho đến 20. Nhưng chúng ta nhìn vô cái nồng độ đấy này là chúng ta biết là chưa đạt. Lúc đó người ta sẽ coi lại cái liều của Vancomycin. Tại liều của Vancomycin chúng ta biết rằng cái liều tối đa của nó có thể lên đến 80 mg bạc ký trong ngày, tức là cái liều đơn vị có thể là 20 mg bạc ký mỗi 6 giờ. Cho nên nếu như chúng ta đang dùng liều
60 thì hoàn toàn các bạn có thể nâng lên liều 80 cho đứa bé. Ở điểm thứ nhất. Thứ hai, đó là chúng ta thấy lactate đứa bé này còn cao. Tức là chúng ta chưa đặt mục tiêu lactate nó phải dưới 2 mmol và khí máu nó phải không toàn. Thì trên đứa bé này thì chúng ta thấy khí máu thì nó hơi toan nhẹ thôi, không khóc đáng kể lắm. Tuy nhiên lactate của nó vẫn còn cao. Có nghĩa là tưới máu mô của nó vẫn chưa tốt. À, mặc dù mục tiêu về mặt huyết động, tức là cái huyết áp trung bình đó, trên 65 rồi. À, tuy nhiên chúng ta phải nhìn thấy rằng là lactate đứa bé này vẫn chưa tốt. Và lúc đó là chúng ta phải chú ý, phải điều chỉnh về cái vấn đề về cái kháng sinh. Trên hợp lý thứ nhất, con cô chúng ta phải điều chỉnh liều, à, có thể nâng lên liều 80. Thứ hai, đứa bé này như anh đã nói, à, chúng ta nghĩ nhiều đến tụ cầu. Và đây là sốc nhiễm trùng, bắt buộc phải có thêm clindamycin. Và metronidazole không cần thiết thì chúng ta phải ngưng đi. Còn pyrobenem thì đã lỡ cho rồi, thôi tiếp tục, không có vấn đề gì cả. À, cho đến khi chúng ta có cái bằng chứng ngược lại, tức là chúng ta ra chắc chắn là tụ cầu mà không phải do tác dụng khác đó, thì các bạn sẽ ngưng cái pyrobenem. À, cho nên ca này nó vô trong cái tu trực, cho nên là người ta vẫn chưa có điều chỉnh kháng sinh hợp lý. Ha, bác sĩ trực vẫn chưa có thấy được cái điểm không hợp lý trong cái điều trị trên đứa bé này. Và anh nhắc lại, đối với sốc nhiễm trùng do tụ cầu, hai kháng sinh chúng ta bắt buộc phải có, đó là vancomycin và clindamycin. À, còn gentamicin có thể cộng trừ thêm, nhớ ha. Rồi, tiếp. Dạ, cái này là ít van ngực để chụp lại trong rồi. Lúc nhận bệnh. Dạ, em thấy là tổn thương. Tới lúc mà nhập viện thì ít van ngực này nó như thế nào? Dạ, so với lúc nhập viện thì ít van ngực này tổn thương tăng nhiều hơn. À, chúng ta thấy rằng nó tăng nhiều hơn. Đó là điểm mà chúng ta đang lo. Mà tụ cầu thì phần lớn nhảy với van cô, đúng không? Nhảy van cô mà tại sao nó diễn tiến ngày càng nặng hơn? Nên lúc đó chỉ có một lý do đặt ra, đó là nồng độ thuốc chưa đạt. À, và nồng độ thuốc chưa đạt thì đó, chúng ta đã chứng minh rồi. Nồng độ đáy của nó thường phải từ 15 cho đến 20. Và nó mới được có 11,48 thôi. Cho nên các bạn phải chỉnh liều lại. Và nhớ liều tối đa của van cô là 80mg bạc ký cho một ngày. Nhớ ha. Rồi tiếp. Đây là cái trên da của bé. À, dạ em cái hình này là chụp khoảng những ngày sau, nhưng mà cái trong cái đêm mà xuống bé xuống á, là nó cũng sưng đỏ nè như vậy, chỉ có cái diện tích của nó ít hơn một chút mà. Nó phù hợp với cái diễn tiến khi mà chúng ta trên MRI, đúng không? Đứa bé mới đầu nó chỉ đau cơ thôi. Rồi sau đó chúng ta lên MRI thì chúng ta thấy người ta nghi ngờ nó có hiện tượng viêm dập cơ. Đúng không? Nó viêm dập cơ. Có thể là do nó té đó ha. Và đây tình huống mà này người ta rất hay thường gặp. Đó là một bệnh nhân đi té ha, té bông gân hoặc là té dập cơ hoặc té gì đó, sau đó vài ngày sau nó sẽ sốt ha, vài ngày sau nó sốt. Cái điều rất quan trọng trên đứa bé này là tại sao đứa bé này nó không sốt, đó là điều rất là lạ ha, đó là điều rất là lạ ha. Cho nên những cái bệnh cảnh khác chúng ta sẽ thấy rằng một đứa bé bình thường khỏe mạnh, đá banh, té vân vân, dập cơ hoặc là thậm chí còn không có tổn thương gì đáng kể nữa. Sau đó vài ngày sau nó sốt ha, và vô trong bệnh cảnh nhiễm trùng huyết cho tụ cầu. Đây là bệnh cảnh mà năm nào chúng ta cũng gặp mười mấy ca, chứ không phải là chúng ta không gặp đâu, gặp hoài. À, trên các bạn nhìn thấy trên cái phần lưng của nó đó ha, các bạn sẽ thấy ha, đứa bé này nó có cái bắt đầu ửng đỏ ha, những cái chỗ cơ bị tổn thương đó ha. Trên đứa bé này bắt đầu đã có hiện tượng là viêm cơ rồi nha. Rồi tiếp. Tiếp theo là ngày 10 tháng 12 lúc 7:30 thì khám là em Glasgow 15 điểm, môi hồng trên oxy, chi ấm, thở co kéo 30 lần trên phút, phổi ran ẩm, mạch 125 lần trên phút đều rõ, huyết áp là 118/66/82. Thì kết quả cận lâm sàng là nồng độ kali vẫn thấp là 2.5, đường huyết bao mạch 94, lactate có giảm là 2.4, khí máu động mạch là vẫn hướng kiềm hô hấp. Các xét nghiệm khác là cái men gan là bình thường, thận bình thường, albumin là giảm thấp 1.55. Lúc này là dịch pha vẫn chảy, dịch pha là khoảng nhu cầu cơ bản, noradrenaline 0.15mg bạc ký trên phút. Sự trí khác là có cho em bé lên thở CPAP. Rồi, lý do tại sao lúc này chúng ta cho nó thở CPAP? Dạ, đánh giá là thấy bé suy hô hấp tăng hơn và phổi ra nặng rõ. Lúc này đứa bé này đang thở oxy, đúng không?
thở oxy. Chúng ta thấy bắt đầu đứa bé nó thở co kéo nhiều hơn, bởi xoang phổi chúng ta thấy tổn thương nhiều hơn. Trên lúc này thở oxy như vậy có nghĩa là đang có dấu hiệu đó là nguy cơ thất bại đó, nên chúng ta chủ động cho nó thở spat và được cái FiO2 cao hơn và cái áp lực dương tốt hơn. Đứa bé này chúng ta cho thở spat áp lực là 6, FiO2 là 40%, nhưng sau đó nó không đáp ứng chúng ta phải nâng lên nó là 10, FiO2 là 60%. Nếu chúng ta đã cho áp lực là 10, FiO2 trên hoặc bằng 60% rồi mà đứa bé vẫn còn thở nhanh co kéo, đó là dấu hiệu thất bại, mình đó chúng ta phải đặt nội khí quản. Thì đến 7:30 của ngày hôm sau thì các bạn đã thấy chúng ta đã phải đổi qua, đó là phải có Vonco Clinda và chúng ta có dùng thêm cái Mero. Lúc này chúng ta mới điều chỉnh kháng sinh là tương đối là hợp lý. Tuy nhiên rất tiếc thì lúc này đã nó nôm na là gì, muộn rồi, chúng ta đợi hơi lâu rồi, chúng ta đợi cái điều chỉnh các kháng sinh hợp lý á, nó hơi lâu cho nên không chặn được cái diễn tiến của đứa bé. Để chúng ta thấy lúc 12:10 diễn tiến đứa bé tiếp theo để các bạn thấy. Nếu như đứa bé này ngay từ đầu tiên mà chúng ta đã dùng Vonco Clinda ngay từ đầu tiên tại khoa nhiễm cộng với Sonta nữa thì có lẽ là cái diễn tiến của nó sau cái sốc nhiễm trùng đó nó sẽ dừng lại. Còn rõ ràng là sau khi đứa bé này nó bị sốc nhiễm trùng, may mắn chúng ta đưa ra nhưng điều trị tiếp theo nó chưa có hợp lý, nó chưa hợp lý được phân nửa thôi, cho nên sau đó diễn tiến nó tiếp tục nặng hơn. Và nếu mà để đứa bé nó vô sốc nhiễm trùng thêm một lần nữa thì nguy cơ tử vong rất cao, để các bạn thấy. Đến 12:10 Tới 12:10 em bức rứt sốt 38.4°C, môi tái trên nền CPAP FiO2 86, thở co kéo hõm ức, co kéo gân sườn 70 lần trên phút, chi ấm vừa, CRT dưới 2 giây, mạch là 130 lần trên phút rõ, huyết áp là 110/60/80, sự trí là đặt nội khí quản cho bé thở máy. Và sau khi đặt nội khí quản thì tới 12:15 là lâm sàng là em nằm yên, môi hồng trên thở máy, chi ấm, CRT dưới 2 giây, thở đều theo máy, bụng trướng nhẹ, xong dạ dày ra 30ml dịch xanh rêu, mạch 120 lần trên phút, mà huyết áp của bé là 66/34/45 mm thủy ngân là tuột. Lúc này mới là huyết áp thực của nó đó, có nghĩa rằng hồi nãy huyết áp nó cao là do nó gượng thôi, mà do đứa bé nó đang gắng sức nên huyết áp nó cao. Nên sau khi chúng ta đặt nội khí quản và chúng ta an thần cho em bé, lúc này huyết áp chúng ta thấy chỉ còn có 66/34 thôi. Cho nên chúng ta thấy lúc này là nó sốc trở lại, đúng không? Và cận lâm sàng các bạn thấy đó, CRP lúc vô là 186, sau điều trị gần 2 ngày CRP là 190, có nghĩa rằng là cái tình trạng nhiễm trùng chúng ta không kiểm soát được. Cho nên là nó bị sốc lại lần thứ hai. Và phần lớn những đứa bé mà nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng mà sốc lại lần thứ hai là phần lớn là tử vong. Các bạn nhớ là nặng lắm. Cho nên nghĩa là các bạn chỉ có điều kiện làm đúng một lần thôi. Thì đứa bé này cái lần đầu tiên là chúng ta đưa nó ra khỏi sốc, tuy nhiên cái điều trị kháng sinh tiếp theo nó chưa hợp lý lắm. Cho nên là chúng ta thấy rằng là sau đó 24 giờ thì nó lại vô sốc lần thứ hai. Lúc này đặt nội khí quản rồi. Và khi sốc như vậy thì chúng ta xử trí như thế nào? Rồi tiếp. Xử trí lúc đó là cho test dịch là normosalin 0.9%, là 10ml bạc khí trong vòng 30 phút. Thì sau 30 phút đánh giá lại là huyết áp của bé là 70/40. Và lúc này là xử trí tương ứng là chạy tiếp 20ml bạc khí trong 1 giờ. Các xử trí này theo bạn hợp lý không? Dạ, theo em là test dịch thì huyết áp của bé cũng không có cải thiện nhiều, cho nên là mình có thể sử dụng loại dịch khác là albumin và có thể phối hợp thêm vận mạch là adrenaline. Rồi, các bạn lưu ý ha. Trên đứa bé này thì nó bị sốc trở lại. Và như đã nói, đối với sốc nhiễm trùng, khi các bạn chống sốc thì cái công thức chúng ta hay dùng đó là 20 lít bạc khí 15 phút, chứ không phải 20 lít bạc khí 1 giờ. Tại sao lúc này bác sĩ người ta nghĩ đến cái vấn đề cho 1 giờ? Bởi vì người ta cho rằng là gì? Trước đó đã truyền dịch rồi. Tuy nhiên chúng ta lưu ý rằng cái truyền dịch trước đó cách đây đã 24 giờ rồi, chứ không phải là mới. Nên cái đợt sốc này là nó sốc mới và do đó các bạn nên dùng 20 lít bạc khí 1 giờ. Trừ trường hợp bạn có siêu âm, bạn thấy rằng cái tim của nó co bớt không có ổn lắm, hoặc là cái đường kính tĩnh mạch chủ dưới bắt đầu nó căng rồi đó, thì các bạn có thể cho dịch tốc độ chậm hơn. Còn tốc độ tiêu chuẩn để chúng ta chống sốc nhiễm trùng là 20 lít bạc khí 15 phút. Chúng ta chỉ dùng 20 lít bạc khí 1 giờ trong tình huống bệnh nhân đã được đổ dịch nhiều trước đó, hoặc chúng ta nghi ngờ cái tim của đứa bé thật. Cho nên trên đứa bé này, anh nghĩ rằng bác sĩ hồi sức
lúc này chúng ta đã điều trị theo kinh nghiệm, có nghĩa rằng là người ta cho dịch 20 mạch/giờ là chưa đúng ha, anh dùng từ chính xác là chưa đúng, bởi vì sau 30 phút huyết áp đứa bé vẫn chưa lên được, nên ca này tốt nhất các bạn vẫn phải dùng 20 mạch/15 phút nha. Rồi tiếp, và chú ý trên đứa bé này albumin chỉ có 1,57 à, do đó nếu như lát nữa chúng ta dùng điện giải sau 2 đến 3 liều mà không ra thì cái dung dịch tiếp theo mà chúng ta dùng chính là albumin 5%, nhớ nha. Rồi dạ, tiếp theo. Dạ, diễn tiến tiếp theo là tới 14:30 à, em tự thở nhiều à, à, mạch là 140 lần/phút rõ, huyết áp là 103/55/70 mm thủy ngân. À, kết quả điện giải đồ là nồng độ kali vẫn là thấp là 2.7. Xử trí thì vẫn cho dịch pha theo nhu cầu. Noradrenaline là tăng lên là 0.6 so với lúc trước là 0.15. Các xử trí khác là cho giãn cơ và bù thêm kali. Mấy cái đó thì các bạn không cần quan tâm lắm, cái quan tâm chúng ta coi đó đó là đứa bé này hồi nãy là nó sốc đúng không? Đến 14:30. Bạn chú ý rằng cái cách bạn ghi hồ sơ anh cho rằng nó rất là kém. Lý do là gì? Đây là một bệnh nhân chống sốc. Chúng ta cần phải cho biết rằng là diễn tiến của nó sau đó nó như thế nào. Chúng ta trước đó, bạn cho lại cái slide trước đó coi lúc đó bao nhiêu giờ. Dạ là 12:15. 12:15 thì ít nhất chúng ta đổ 20 mL/giờ, tức là 13:15 bạn phải cho biết diễn tiến bệnh nhân lúc đó như thế nào. Rồi sau đó là 14:15 nó như thế nào. Đùng một cái bạn nhảy qua một cái bụp, bạn chuyển sang đó là 14:30 thì chúng ta hoàn toàn không biết cái đoạn giữa đó của nó diễn tiến như thế nào. Như vậy bạn chú ý rằng cách trình bày bệnh một cái bệnh án mà diễn tiến sốc như vậy nó không tốt. Thì chúng ta thấy lúc 14:30 thì chúng ta thấy rằng là huyết áp có vẻ tốt, nhưng các bạn sẽ thấy rằng là mạch nó còn rất là nhanh. Các bạn thấy mạch nó 140 lần/phút. Và chúng ta thấy nãy adrenaline, cái noradrenaline người ta nâng như thế nào, đúng không? Người ta nâng như thế nào mà bây giờ nó lên đến 0.6 rồi. Thì các bạn sẽ biết rằng noradrenaline chúng ta khởi đầu có thể liều 0.1. Các bạn có thể nâng dần lên. Và nói nôm na khởi đầu đó, các bạn có thể nâng liều noradrenaline nó tối đa khoảng 0.5 thôi. Mặc dù liều tối đa của noradrenaline có thể lên đến 1 đó. Các bạn chỉ cần nâng đến khoảng 0.5 thôi. Đến 0.5 rồi mà nó không đáp ứng thì các bạn nên cân nhắc phối hợp thêm adrenaline. Chứ không phải chúng ta tiếp tục nâng lên 0.6, 0.8, 1 đâu. Và lúc đó các bạn nên phối hợp thêm cái adrenaline thì nó sẽ hợp lý hơn. Cho nên rút kinh nghiệm ha. Chúng ta trình một bệnh án mà có sốc, các bạn phải cho biết diễn tiến theo từng giờ một. Chứ chúng ta không thể cho một cái diễn tiến mà quá nhiều giờ như thế này. Từ 14:30 sau đến 17:00, sau đó đùng cái đến 18:00 bệnh nhân sốc trở lại. Chúng ta sẽ không nắm được cái cách điều trị trên đứa bé này. Đây là rút kinh nghiệm ha. Nội chú mà chúng ta trình bệnh án như vậy là anh không có hài lòng nha, cho nên chúng ta phải xem lại. Rồi đến lúc 14:30 thì các bạn sẽ thấy rằng là huyết áp của nó có vẻ được về mặt cái huyết áp trung bình. Huyết áp trung bình của nó là chúng ta có được là 70, chúng ta chỉ cần 65 là được. Tuy nhiên mạch của nó còn rất là nhanh, và để chúng ta biết thực sự đứa bé này nó có tốt hay không thì các bạn phải có căn cứ trên lactate và khí máu. Rất tiếc ở thời điểm 14:30 này chúng ta chưa kết quả của khí máu và lactate. Rồi lúc này chúng ta đã dùng noradrenaline ở liều 0.6 rồi. Khi các bạn dùng adrenaline ở liều trên 0.3 hoặc noradrenaline ở liều trên 0.6 mà huyết động mạch của bệnh nhân vẫn còn dao động, điều đó chứng tỏ rằng là bệnh nhân có phản ứng gọi là sốc kháng catecholamine. Và đối với sốc kháng catecholamine thì các bạn phải cho thêm hydrocortisone liều sinh lý. Thì đến 17:00 thì đứa bé này mới được cho. Bên này các bạn thấy đó, đến 17:00 thì cho thêm hydrocortisone liều sinh lý tấn công với liều là 20 g/kg. Sau đó là chúng ta duy trì là 0.50 g/kg mỗi 6 giờ. Thời gian điều trị thường là khoảng 3 ngày. Thì đấy, đây là cái phác đồ để chúng ta điều trị đối với những cái sốc kháng catecholamine. Nhớ ha. 7:30 thì chúng ta thấy tình trạng đứa bé có vẻ cải thiện hơn. Với mạch 122, huyết áp là 133/81. Đúng không? Lactate lúc này chúng ta có là 2,37. Chưa đạt nhưng mà nói chung là giờ là tốt rồi. Chúng ta cần là dưới 2 nhưng mà nó 2,37 cũng được. Và HCO3 trừ là 24 cũng được. Tuy nhiên đến 18:00 em trình tiếp lúc 18:00 coi cái gì nó sẽ ra tiếp. Dạ lúc 18:00 là lâm sàng là em nằm yên thở máy, môi hồng
chi ấm, tim đều, mạch rõ là 140 lần trên phút, huyết áp là 70/30 mm thủy ngân. Kết quả khí máu trả về lúc 17 giờ là bệnh nhân có tương đối bình thường. Rồi xét nghiệm albumin là 1.55, xử trí là đặt catheter tĩnh mạch trung ương tại tĩnh mạch dưới đòn 4F 2 nòng và truyền albumin 5% 10ml bậc ký trên giờ, đặt sinh tiểu dẫn lưu. Lúc này bạn có hỏi bác sĩ là tại sao người ta cho truyền dịch mà tại sao người ta không nên vận mạch không? Dạ, thứ nhất là vận mạch là đã no adrenaline trên 0.3 microgram bậc ký trên phút. Rồi albumin của bé là dưới 2, cho nên là truyền dịch thêm là albumin 5%. Rồi, chúng ta biết rằng cái câu trả lời đó là chưa có hợp lý. Cái chính đó các bạn cần phải lưu ý. Bây giờ là đứa bé này đến 18 giờ nó sốc trở lại. Thì đứng trước một bệnh nhân mà sốc nhiễm trùng mới thì chúng ta điều trị rất là dễ, đúng không? Sốc nhiễm trùng mới thì các bạn cứ vô chúng ta đổ dịch 3 liều, đúng không? 3 liều không ra thì chúng ta sẽ cho thêm vận mạch. Nó rất là, nó tương đối là dễ dàng. Tuy nhiên, nếu một đứa bé mà chúng ta đã điều trị rồi, đứa bé sốc nhiễm trùng mà chúng ta đã điều trị rồi, và bây giờ nó sốc trở lại, thì câu hỏi luôn luôn chúng ta đặt ra là liệu đứa bé này có cần truyền dịch hay không? Có cần truyền dịch hay không? Làm sao bạn trả lời được câu hỏi đó là đứa bé này có cần truyền dịch hay không? Dạ, em có thể siêu âm coi IBC của bé. Đó là một cách. Rồi, có cách nào nữa không? Dạ, là có thể coi thêm. Đấy, còn cách nào để chúng ta đánh giá được cái thể tích dịch trong lòng mạch không? Thứ nhất là chúng ta siêu âm đánh giá IVC để coi cái đường kính tĩnh mạch chủ dưới nó có căng phồng không, cái độ dao động của nó như thế nào. Nếu nó căng phồng thì điều này chứng tỏ rằng độ dao động kém nữa, có nghĩa rằng là nó đủ dịch rồi. Rồi làm sao chúng ta đánh giá được thể tích trong lòng mạch nữa nếu như chúng ta không có siêu âm? Là có thể là sử dụng CVP. Lúc này chúng ta dùng cái phương tiện cổ điển, đó là chúng ta đo CVP. Bạn thấy bác sĩ người ta đo CV. Còn cách nào khác nữa không? Dạ là giờ dùng thể tích khối ống cầu. Thể tích khối ống cầu không có giá trị trong lúc này. Thể tích khối ống cầu các bạn chỉ có tác dụng được trong các trường hợp sốc giảm thể tích mà thôi. Tức là ví dụ như sốc sốt xuất huyết hoặc là tiêu chảy cấp. Còn gì nữa không? Và đây là câu hỏi lúc nào chúng ta mới đặt ra. Có nghĩa rằng đứng trước bệnh nhân bị tái sốc trở lại, bạn luôn luôn đặt ra hỏi bệnh nhân này có cần truyền dịch hay không. Để trả lời cho câu hỏi là có cần truyền dịch hay không thì chúng ta có 3 cách để làm. Cái thứ nhất và phổ biến nhất đó là chúng ta nên siêu âm đánh giá được tĩnh mạch chủ dưới, đồng thời đánh giá luôn cái chức năng cấu cơ tim. Đó là điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai đó là các bạn có thể đo CV và đo CV và chúng ta đánh giá coi dịch nó đủ không, bằng cách là đo CV và chúng ta giữ CV đó của nó nằm trong khoảng từ 8 đến 12 mm thủy ngân. Và cái thứ ba đó là các bạn nếu như có điều kiện thì chúng ta sẽ đo cung lượng tim, cái máy á, cái máy đo cung lượng tim giống như ở hồi sức nó có cái máy đo Moscow đó. Và trên Moscow đó bạn chú ý đến các thông số đánh giá tiền tải, tức là cái phần trăm của BBV, phần trăm của BBV, tức là BBV đó là độ dao động của sóng mạch đó, gọi là bao nhiêu phần trăm trên bệnh nhân đang thở máy. Mới đúng. Trên bệnh nhân thở máy nếu phần trăm BBV này nó dưới 15%, điều này chứng tỏ rằng là thể tích trong lòng mạch của nó đủ rồi, không cần truyền dịch nữa đâu. Còn nếu phần trăm BBV này trên 15%, có nghĩa là nó còn thiếu dịch thì chúng ta mới đủ dịch. Cho nên trên đứa bé này thì trước khi chúng ta quyết định truyền dịch không, các bạn phải trả lời câu hỏi đứa bé này thực sự đánh giá đáp ứng bù dịch đó, nó có lợi. Nếu có lợi thì chúng ta mới tiến hành truyền dịch. Và trên đứa bé này nếu như có truyền dịch và do albumin của nó rất là thấp, chỉ có 1,55 thôi, chúng ta bù dịch thì chúng ta nên dùng viên có albumin, như albumin đẳng trương mà chúng ta hay dùng đó, albumin 5%, thì lúc này bác sĩ người ta có test dịch với albumin 5% với liều là 10 mg bạc ký một giờ. Bạn có hiểu và bắt buộc trong hồ sơ lúc đó hai người bác sĩ muốn test dịch đó, người ta phải cho tổng số tiết CV là bao nhiêu, hoặc là người ta cho IVC là bao nhiêu, hoặc người ta có phần trăm của BV là bao nhiêu.
thì lúc đó cái việc test dịch đó, nó mới có lý được nhớ ha. Đó là điểm các bạn lưu ý. Rồi tiếp diễn tiến tiếp theo bệnh nhân này. Dạ, diễn tiến tiếp theo là lúc nhớ lại lúc 21:30. Rồi dừng lại. Các bạn sẽ thấy rằng nó rất là vô lý. Bệnh nhân lúc 18 giờ đó là chúng ta bị sốc, thì chúng ta muốn biết 19 giờ chúng ta đổ amin như vậy nó có ra hay không, thì các bạn sẽ cho ra 21 giờ. Cho nên nhắc lại bạn nha, nếu như bạn đi thi thì bạn đã là rớt rồi đó nha. Cái này là anh rất không hài lòng khi các bạn trình bệnh mà chúng ta không biết được cái mục đích để chúng ta trình là cái gì nha. Anh không cần cái diễn tiến của từng cái giờ như thế này. Cái vấn đề chính đó là gì? Chúng ta muốn biết rằng cái điều trị của bác sĩ lúc mà người ta đưa ra nó đúng hay sai. Thì làm sao chúng ta biết nó đúng hay sai? Đó là chúng ta phải coi diễn tiến của nó. Và đối với sốc thì các bạn phải cho biết diễn tiến của nó theo từng giờ một, thậm chí 15 phút, 30 phút. Chứ không phải là chúng ta một đùng một cái chúng ta chuyển từ 18 giờ lên 21:10. Điều này chứng tỏ rằng là bạn không có nắm được cái vấn đề mà chúng ta cần trình. Nhớ nha. Và anh không muốn nhắc lại một lần thứ hai đối với các bác sĩ nội trú mà khi chúng ta trình bệnh mà chúng ta không nắm được cái diễn tiến nha. Anh rất không hài lòng khi bạn phải trình như thế này. Trình như thế này thì chúng ta sẽ khó học được là hồi nãy bác sĩ cho albumin mà 5% đó có đúng hay không. Nếu nó đúng thì sau đó chúng ta thấy huyết động nó ổn. Còn bây giờ chúng ta thấy thời điểm 21:30 chúng ta thấy huyết động của bệnh nhân ổn định hơn. Rõ ràng chúng ta thấy nó ổn định hơn. Nhưng thực tế đó là lúc 19 giờ nó như thế nào, 20 giờ nó như thế nào là chúng ta vẫn không được. Cho nên bạn lưu ý cách trình bệnh này phải xem lại. Có lẽ tại lâu quá rồi chúng ta không có trình, và dẫn tới là khi mà chúng ta trình bệnh nó chưa có logic nha. Anh dùng từ chính xác là không có logic. Cho nên chúng ta phải chú ý các bác sĩ nội trú sắp tới hoặc các bác sĩ chuyên khoa 1, khi trình bệnh chúng ta phải chú ý mục tiêu chúng ta muốn trình là cái gì. Nếu trình ở sốc thì chúng ta phải trình rất là sát cái giờ giấc nha. Rồi tiếp đi em, 21:30. 21:30 là em cử động mít khi khám, động tử hai bên là 2 mm, phản xạ ánh sáng dương tính, phụ hai chi dưới, mạch là 80 lần trên phút là rõ, huyết áp là 124/84, 102 mm thủy ngân, điện giải đồ là trả về là bình thường, đường huyết mao mạch là 138 là bình thường, lắc áp là vẫn còn cao là trên là 2.69, khí máu động mạch là tương đối bình thường. Các xét nghiệm khác là albumin đã lên là 2.18, thậm chí là vẫn cho dịch pha theo nhu cầu. Nó adrenaline 0.3. Các xử trí khác là có ngưng vancomycin và thay bằng mero cộng lindamycin cộng với linezolid chống phù não và natri yêu chương. Rồi, ta có hỏi đặt ra là tại sao lúc này bác sĩ người ta quyết định dùng linezolid thay cho vancomycin? Dạ, tại vì thứ nhất là thấy nồng độ của vanco là chưa đạt. Cái thứ hai là lâm sàng em bé nặng hơn. Cho nên là em nghĩ là quyết định đổi linezolid ở đây là hợp lý. Rồi các bạn lưu ý ha. Đứa bé này đã được dùng vanco như đã nói đó là nhiều ngày trước đó rồi. Và chúng ta thấy rằng diễn tiến đứa bé nó có vẻ không ổn. Mặc dù lắc các ca này chúng ta cấy. Chúng ta cấy ra nó vẫn nhạy với vanco. Nhưng nhạy với văn cô trên mặt xét nghiệm đó. Nhưng giờ lâm sàng diễn tiến thì chúng ta thấy rằng diễn tiến của nó không có thuận lợi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nồng độ văn cô trong máu nó chưa đạt. Và cái thứ ba đó là diễn tiến đứa bé này có khuynh hướng nó nặng hơn. Và do đó thì trong những trường hợp như vậy, để cứu đứa bé, dùng từ chính xác là để cứu đứa bé, thì kháng sinh là chúng ta phải đổi là mục đích cao hơn trong cái điều trị, trong cái nhiễm trùng huyết cho tụ cầu đó, là chúng ta phải dùng linezolid. Thường là chúng ta chỉ cần dùng một mình linezolid là đủ. Tuy nhiên thường người ta vẫn phối hợp thêm cái clindamycin để đảm bảo cái điều trị cái kháng độc tố cũng như đó là sự thấm ấy, vô các mô nó tốt. Còn mero trên đứa bé này, nếu như chúng ta đã ra được cái kết quả cấy là tụ cầu thì hoàn toàn các bạn có thể ngưng được cái mero được. Lúc này các bạn có thể dùng linezolid cộng clinda. Còn nếu trong trường hợp những vùng nặng hơn nữa, các bạn có thể phối hợp thêm cái gentamicin cũng được trên đứa bé này. Đứng trước một đứa bé sốc nặng, sốc nặng thì nó sẽ có khuynh hướng đó là gì? Nó sẽ giảm tiêu máu não. Và nếu giảm tiêu máu não thì nó sẽ có nguy cơ bị phù não.
Và do đó trong quá trình điều trị đứa bé mà sốc nặng, các bạn luôn luôn chú ý đến cái vấn đề, cân nhắc đến cái vấn đề chống phù não cho đứa bé. Và chống phù não trên những đứa bé này thì các bạn sẽ áp dụng cho đầy đủ các biện pháp mà chúng ta có thể được. Nếu như được bệnh nhân ra sốc rồi thì các bạn có thể cho bệnh nhân nằm đầu cao 30 độ. Điểm thứ hai đó là các bạn hãy nhớ hạn chế dịch lại. Thứ ba đó là nếu chúng ta đang thở máy, ca này đang thở máy thì chúng ta phải giữ VACO2 từ 30 đến 40. Và cái thứ tư, các bạn có thể dùng thuốc để chống phù não. Và lẽ nhiên do bệnh nhân đang sốc thì các bạn chỉ có thể chống phù não bằng natri u trường thôi. Chứ chúng ta không thể dùng được manitol. Cho nên diễn tiến tiếp theo đến 3 giờ các bạn sẽ thấy. Tiếp em. Dạ, đến 3 giờ là bé cử động ít khi khám, đồng tử hai bên là 2mm phản xạ dương tính. Monitor là không có sóng quy, VDS giãn, là nhiễm nhanh thất. Phù hai chi dưới, tiểu được 600ml từ lúc 18 giờ. Mạch là 63 lần trên phút rõ. Huyết áp là 130/882/103 mm thủy ngân. Tiền giải đồ là khá bình thường. Đường huyết bao mạch 100, lactate tăng là 4,86. Khí máu động mạch là hướng kỳ mô hấp. Dịch pha là giảm dịch pha xuống còn 20ml trên giờ. Xử trí lúc đó là tiếp tục chống phù não bằng natri u trường và đo lại ECG. Rồi, bạn có cái xét nghiệm có ECG không? Tại vì thấy bạn ghi thấy ghê quá. Có nghĩa rằng lúc này chúng ta thấy là gì? Lúc này mạch bệnh nhân còn có 63, huyết áp cao lên. Cho nên người ta sợ đứa bé này bị phù não. Tuy nhiên trên monitor thì bạn có ghi nhận là không có sóng P, VS giãn tức là nhịp thức. Lúc này chúng ta không gọi là nhịp nhanh thức được. Lý do có nhịp tim có 63 lần phút mà nhịp nhanh thức gì? Cho nên lúc này chúng ta phải có ECG. Bạn có cái điện tâm đồ đây không? Dạ, để em coi lại. Thế là em đấy, đó là những cái để cho các bạn học đó. Rồi ở thời điểm 3 giờ thì bắt đầu chúng ta bắt đầu ghi nhận đó là nó có hiện tượng phù não. Và tại sao chúng ta nghĩ nó phù não? Bởi vì lúc này mặt nó chậm quá, huyết áp nó tăng lên. Và chim đứa bé có tình trạng sốc nặng thì chắc chắn nó là phù não. Và do phù não trên các bạn nhớ chống phù não tích cực. Và đó phù não điều trị là chúng ta hoàn toàn dựa trên cái phác đồ thôi. Chúng ta tiếp tục điều trị cho đứa bé. Rồi, không cần mất thời gian chuyện đó. Em tiếp tục trình đi. Đến 7 giờ là em mê Tasco 7 điểm. Là môi hồng trên môi hồng chi ấm, tim đều. Phụ toàn thân và sưng nề hai bên thành ngực, tiểu là 1,25ml bậc ký trên giờ, mạch là 67 lần trên phút đều rõ, huyết áp là 113/78/80ml thủy ngân, các cái xét nghiệm mà khí máu động mạch, lactate, đường huyết bao mạch, tiền giải đồ là cho y lệnh là xét nghiệm mỗi 6 giờ và cho xét nghiệm thêm là HCT, retinin, men gan và bilirubin. Dịch pha là nâng lên là 50ml trên giờ. Bận mạch vẫn tiếp tục noradrenaline 0.3. Xử trí là an thần thở máy, tiếp tục chống phù não bằng natri u trường. Kháng sinh là mero, clindamycin, linazolid và tiếp tục hydrocortisone liều sinh lý. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là thực ra nó mê, đứa bé này mê, nó là phần lớn là do chúng ta đang an thần. Đứa bé này phù toàn thân chủ yếu là do các cơ của nó đang bị tim đó. Và đối với một cái như vậy thì các bạn phải nhớ cho siêu âm. Những đứa bé mà những chủ yếu cho tụ cầu có tổn thương cơ xương khớp thì các bạn phải siêu âm định kỳ. Có thể vài ngày, có thể 2-3 ngày chúng ta siêu âm lần để làm gì? Thì chúng ta coi nó có tụ mủ lại chưa. Mới đầu nó là vi mô tế bào, nhưng sau đó nó sẽ tụ mủ. Khi nó tụ mủ rồi đó thì các bạn, nó là một cái áp xe, các bạn cần phải rạch những lu nó ra. Thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được. Thì đứa bé này sau đó thì mình có tiến hành siêu âm đúng không? Rồi bạn cho biết cái diễn tiến tiếp theo tiếp đi. Dạ, diễn tiến tiếp theo là ngày 11 tháng 12 là tiếp tục là tới 11:30 là ME nhiệt độ 37 độ C, thở theo máy. SpO2 98%, đồng tử hai bên 2mm, phản xạ ánh sáng dương tính, phụ toàn thân. Thì mạch là 80 lần trên phút đều rõ. Huyết áp là 124/70/80mm thủy ngân.
điện giải đồ là bình thường, lát tát là 1.69 là đã xuống dưới 2, khí máu động mạch là em thấy là có tăng chuyển hóa kèm kèm hô hấp phù. Các xét nghiệm khác là thấy mangan và bilirubin và chức năng thận bình thường. Tiếp tục dịch pha giảm adrenaline, noradrenaline xuống còn 0.3 đến từ 0.3 xuống 0.2 và chống phù não và phối hợp thêm manitol xen kẽ với lại natriu chương giảm an thần. Phần đằng sau thì anh nói gọn lại nha, để không thôi các bạn sẽ không nắm được. Thì diễn tiến đứa bé này sau đó thì chúng ta thấy rằng huyết đồng học của đứa bé nó tương đối ổn định, đúng không? Và như đã nói, để đánh giá một cái huyết đồng học nó ổn định thực sự hay không thì các bạn nhớ phải có hai phần. Thứ nhất, ngoài vấn đề mạch huyết áp nước tiểu thì các bạn phải đánh giá luôn luôn đánh giá về khí máu và lactate. Khí máu và lactate nó phải đạt được mục tiêu, lactate của nó phải dưới 2 mmol. Và cái khí máu của nó không toàn, tức là HCO3 trừ đó, HCO3 trừ của nó phải là ở mức bình thường thì lúc đó nó mới tốt được. Thì diễn tiến đứa bé này sau đó thì huyết đồng học của nó tương đối ổn định. Và như đã nói, đứa bé này sau đó chúng ta cai được máy thở. Nhưng tiếp đứa bé nó tiếp tục nó cứ sốt hoài. Và khi nó sốt như vậy thì chúng ta bắt buộc phải tìm coi nó có những ổ tụ mủ nào đó hay không. Thì đứa bé này chúng ta đã tiến hành cho siêu âm. Siêu âm thì chúng ta đã phát hiện là nó có những bắt đầu, những cái cơ mà chúng ta thấy đó bắt đầu với dưới cái điều trị của kháng sinh. Tức là chúng ta đang dùng cái linezolid, rồi chúng ta dùng luôn cái clindamycin, sau đó là gentamicin, thì bắt đầu chúng ta thấy nó tụ mủ đó, tụ mủ trong các cơ rất nhiều, là do hiệu quả của điều trị. Và khi nó tụ mủ nhiều như vậy thì chúng ta sẽ đặt ra cái vấn đề, nếu như chúng ta điều trị nội khoa mà các mủ này nó không tan đi thì các bạn phải đưa đến con đường đó là gì, phải phẫu thuật. Thì đứa bé này cũng rất may mắn, đó là khi chúng ta điều trị đó thì những cái tụ mủ ở trong các cơ SWAT, trong mấy cái chỗ thì nó tương đối là nó giảm đi rất nhiều, chỉ ở cái phần cơ, phần cánh tay đó, với phần cánh tay đó nó có nhiều hơn. Thì các bạn thấy cái tụ mủ cơ cánh tay này lên đến 160 x 16 x 29, thì sau đó đứa bé này được quyết định cho đi phẫu thuật, phẫu thuật ở cái phần cánh tay trái thôi, cánh tay trái, và rạch và những lu mủ ra. Sau khi rạch và những lu mủ ra thì đứa bé này nó bớt sốt hẳn. Hiện giờ thì đứa bé đang rất là tốt, rất là tốt, nó chuẩn bị xuất viện. Tuy nhiên tổng trạng như đứa bé này các bạn sẽ thấy nó suy kiệt rất là nhiều. Thì qua cái bài án này thì muốn nhắc bạn cái gì? Nhắc bạn cái bệnh cảnh một đứa bé mà nhiễm trùng huyết tụ cầu. Bệnh cảnh nhiễm trùng huyết tụ cầu năm nào chúng ta cũng gặp khoảng mười mấy, 20 ca. Nó cũng cùng một kiểu giống nhau. Các bạn sẽ thấy có thể là đứa bé nó đi, nó té, nó bị chấn thương, đá banh té, bị bạn đánh vân vân. Rồi về vài ba ngày sau bắt đầu nó sốt, nó sốt, sau đó nó đau cơ, rồi nó đau khớp, rồi sau đó nó siêu hấp, nó siêu hấp là bắt đầu nó viêm phổi đó, siêu hấp sau đó là tràn dịch màng phổi, rồi tràn mũ màng phổi, tràn mũ màng tim nữa. Đứa bé này nó chưa có cái tim thôi, chứ nó có thì các bạn sẽ thấy nó cùng một cái diễn tiến. Và khi mà chúng ta gặp một đứa bé nhiễm trùng huyết cho tụ cầu thì phần lớn những cái đó là tụ cầu đa kháng. Và điều trị chính của nó là chúng ta sẽ thấy rằng là đối với điều trị tụ cầu đa kháng thì các bạn sẽ dùng Bronco. Nếu có sắc nhiễm trùng thì các bạn nhớ phối hợp thêm cái clindamycin nhớ ha. Còn không thường đó là gì, nếu như có nhiễm trùng huyết các bạn cân nhắc phối hợp thêm cái nhóm aminoglycosid, phần lớn là chúng ta sẽ dùng cái Santa. Nên trong điều trị tụ cầu các bạn sẽ thấy thường người ta sẽ dùng vancomycin cộng clindamycin cộng với gentamicin. Và nếu diễn tiến không thuận lợi hoặc với nồng độ vanco trong máu nó không đạt được thì cái nữa người ta sẽ chuyển sang dùng đó là linezolid cộng với cái clindamycin và cộng trừ với cái gentamicin. Đó cái điều kiện căn bản đó, trong còn phần lớn hiện nay đối với tụ cầu nó đã kháng được với oxacillin rồi. Trên việc mà chúng ta dùng oxacillin trong điều trị những trùng huyết cho tụ cầu phần lớn là thất bại. Và đặc trưng của một cái trùng huyết cho tụ cầu các bạn phải lưu ý cái nguy cơ đó là nó diễn tiến sốc nhiễm trùng rất là nhanh, cho nên chúng ta phải theo dõi sát. Và nhắc lại chúng ta nhớ trong điều trị một ca sốc nhiễm trùng, điều trị ban đầu bao giờ cũng là dịch truyền, dịch truyền các bạn sẽ truyền điện giải với tốc độ là 20 ml bạc ký 15 phút. Chúng ta lặp lại một lần, chúng ta cho một lần, nếu bệnh nhân ra sốc được thì tốt, nếu không ra sốc các bạn lặp lại lần thứ hai ra sốc được thì tốt, chúng ta giảm dịch xuống, còn nếu chưa ra sốc chúng ta lặp lại lần thứ ba.
ha, sau 3 lần ha, tức là chúng ta truyền 60 lít bạc ký đó và bệnh nhân chưa ra sốc nữa thì các bạn sẽ cân nhắc đến vấn đề dùng vượng mạch. Mạch thì chúng ta có hai cái để lựa chọn. Một là các bạn dùng adrenaline, hai là dùng noradrenaline. Các bạn sử dụng adrenaline trong trường đó là sốc nóng, sốc lạnh và nó thường xảy ra ở trẻ con. Còn đối với sốc nóng, tức là chúng ta dùng noradrenaline, phần lớn nó xảy ra ở trẻ lớn và người lớn, tức là những đứa bé, và đặc biệt cái sốc nhiễm trùng ở tụ cầu đó thì chúng ta thường hay phải sử dụng đến noradrenaline. Khởi đầu liều các bạn có thể cho 0.1. Đối với adrenaline đó, các bạn cho 0.1 có thể lên đến 0.3 là tối đa đó. À, còn đối với noradrenaline các bạn khởi đầu bằng 0.1 có thể nâng lên đến là 0.5. Và khi chúng ta lên liều đó tối đa rồi thì các bạn cân nhắc phối hợp thêm cái vận mạch khác. Ví dụ nếu bạn đã dùng ARE thì chúng ta phối hợp với noARE. Nếu các bạn đã dùng noARE thì các bạn phối hợp với cái adrenaline. Và điều đặc biệt các bạn cần chú ý là khi nào bệnh nhân được chẩn đoán là một cái sốc kháng catecholamine. Ta gọi là sốc kháng catecholamine khi nào chúng ta đã phải dùng đến vận mạch liều cao. Liều cao là bao nhiêu? Liều cao là ARE trên 0.3 và noradrenaline trên 0.5. Mà huyết đồng học nó không ổn định, sau đó các bạn gọi là sốc kháng catecholamine. Và đối với sốc kháng catecholamine như vậy thì các bạn nhớ dùng thêm hydrocortisone liều sinh lý. Liều sinh lý là bao nhiêu? Thì các bạn nhớ tấn công hydrocortisone đó là 20g bạc ký. Sau đó duy trì là 0.5g bạc ký mỗi 6 giờ. Đó là cái bạn chú ý. Rồi, trong quá trình điều trị một bệnh nhân mà sốc nhiễm trùng, nếu như bệnh nhân có khuynh hướng là diễn tiến phức tạp, sốc tới sốc lui, thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi bệnh nhân này có cần truyền dịch hay không. Và để có cần truyền dịch hay không thì các bạn phải đánh giá được các thể tích cho động mạch, đánh giá đáp ứng về bù dịch đó. Đánh giá đáp ứng bù dịch như vậy thì bạn có 3 cách để đánh giá. Cách thứ nhất đó là bạn đã siêu âm đánh giá là gì, để coi cái đường kính tâm mạch chỗ dưới có nó căng tròn hay không. Cái thứ hai đó là các bạn đo CV. Và cái thứ ba đó là chúng ta đo cùng lần tim, đánh giá cái phần trăm của cái BBV để chúng ta quyết định có nên truyền dịch hay không. Và nếu như chúng ta phải truyền dịch nhiều rồi, và đặc biệt chúng ta có albumin máu mà thấp dưới 2.5g trên decilit, thì các bạn có thể dùng dung dịch cao phân tử là albumin 5%. Trong sốc nhiễm trùng thì hiện nay người ta không còn dùng cái dung dịch cao phân tử khác nữa, mà người ta chỉ dùng một là điện giải, hai đó là albumin 5% mà thôi. Và chúng ta chỉ dùng albumin 5% khi nào có albumin máu dưới 2.5g trên decilit. Các bạn lưu ý ha. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này không cần truyền dịch nữa, lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cái vận mạch cho nó hợp lý. Thì đó là cái vế đầu tiên, đó là chúng ta phải chống sốc cho tốt. Và để chống sốc cho tốt đó thì các bạn nhớ phải theo dõi nữa. Theo dõi thì luôn luôn theo dõi về hai phía, hai vế. Cái vế thứ nhất là đại tuần hoàn, đó là về mạch, huyết áp, nước tiểu. Và vế thứ hai đó là vế về vi tuần hoàn, tức là chúng ta theo dõi về cái lactate và khí máu cho bệnh nhân, thường theo dõi mỗi 6 giờ. Rồi, cái đó là cái phần của sốc. Cái phần thứ hai đó là các bạn phải kiểm soát được ổ nhiễm trùng. Để kiểm soát ổ nhiễm trùng các bạn cũng có hai vế. Vế thứ nhất là các kháng sinh hiệu quả. Kháng sinh hiệu quả này chúng ta phải cho tốt trong giờ đầu tiên. Thì như đã nói, đối với sốc nhiễm trùng thì chúng ta sử dụng kháng sinh bao vây, tức là cần có gam âm, gam dương. Cho nên trong những trường hợp mà nhiễm trùng cho tụ cầu nặng, cho nhiễm trùng huyết nói chung, sốc nhiễm trùng, thì các bạn sẽ thấy thường người ta sử dụng cái gì? Người ta có thể với gam âm, người ta có thể dùng cephalosporin hệ thứ tư, người ta có thể dùng quinolone hoặc dùng carbapenem. Còn với gam dương thì người ta sử dụng vancomycin, và thường người ta sẽ cộng trừ với nhóm aminoglycosid. Riêng đối với tụ cầu, ca này là tụ cầu, thì thường người ta sử dụng vancomycin cộng clindamycin cộng strontamycin. Đó là cái. Và bạn nhớ rằng kháng sinh phải cho hiệu quả càng sớm càng tốt thì mới giảm được cái tỷ lệ tử vong. Thì đối với ca này là một cái minh chứng cho chúng ta thấy đó, đây là một ca nhiễm trùng huyết tụ cầu rất là điển hình. Đối với nhiễm huyết tụ cầu thì có thể gây tổn thương cơ xương khớp, nó có thể gây tiếp một cái viêm phổi hoại tử, có thể gây tràn ngũ màng phổi, gây tràn ngũ màng tim, và thậm chí có một số trường hợp nó có thể dẫn tới những cái đa áp xe đa ổ rất là nhiều. Cho nên đối với tụ cầu các bạn phải hết sức chú ý nha. Rồi, các bạn có hỏi gì thêm nữa không? Rút kinh nghiệm trình bệnh ca này, các bạn lưu ý. Ngay khi chúng ta trình bệnh để học được thì các bạn nhớ trình bệnh bằng từng giờ một. Những trường hợp đặc biệt với tình huống sốc. Ngay tuần sau thì cái nhóm chuyên khoa 1 sẽ chuẩn bị cho anh cái bệnh án sốt xuất huyết. Cái đứa bé đang nằm ở giường số 5 đó. Chúng ta sẽ trình sốt xuất huyết vào tuần sau, cũng vào giờ này, để chúng ta học về cái sốt xuất huyết. Hiện nay sốt xuất huyết đang ở cái đu dịch đó, nó sẽ có khuynh hướng cao và rất nặng, cho nên các bạn phải coi lại cái đó.
Rồi sau đó thì các bạn nội trú tiếp tục trình những cái bệnh lý khác mà anh đã kêu phép chuẩn bị rồi đó. Chúng ta học lại, bởi vì sau khi trình bệnh cái này anh cảm giác là chất lượng của chúng ta đang có bị ảnh hưởng do chúng ta học không đi lâm sàng, hoặc đi lâm sàng mà chúng ta không có được hướng dẫn, cho nên các bạn dẫn tới đó là cách trình bệnh không có đạt, cái độ logic của nó chưa tốt. Các bạn cần phải xem lại, cần phải xem lại cái cách trình bệnh, cách chuẩn bị bệnh án, phải thể hiện cái logic mình trong đó. Và đề nghị đối với các bác sĩ nội trú thì khi chúng ta trình xong thì kết thúc cái bài của chúng ta phải là một cái chuyên đề, phải là một cái phần mà chúng ta nói về bệnh lý đó, thì lúc đó chúng ta mới đầu tư được nha. Đây là điểm các bạn cần lưu ý cho những cái buổi trình bệnh kế. Rồi, có hỏi gì thêm nữa không? Rồi, nếu không có hỏi gì thôi chúng ta nghỉ ha. Rồi, rút kinh nghiệm cho buổi kế thì chúng ta phải trình tốt hơn. Rồi, các bạn chuyên khoa 1 ha, đang đi hồi sức đó, thì chúng ta chuẩn bị bệnh án của cái sốc sốt xuất huyết. Rồi kế nữa thì nội trú chúng ta tiếp tục trình. Chúng ta thường sẽ trình vào buổi chiều thứ bảy hoặc là chiều chủ nhật tùy theo, và anh sẽ thông báo cho các bạn nha. Rồi thôi chúng ta nghỉ ha. Rồi chào các bạn, thôi chúng ta nghỉ. Dạ chào thầy.